Rồi chào các anh chị ha, 6 giờ 7 phút thì ngày đầu tiên mình sẽ có trễ một chút xíu, thì mình cũng chờ các anh chị còn lại một chút. Bây giờ thì xin được phép bắt đầu cái buổi học ha. Cái buổi học của mình hôm nay á, là được quay hình lại ha các anh chị, tại vì nó sẽ được sử dụng là cái nguồn tài liệu cho các anh chị ôn tập về về sau trước khi mà các anh chị tham gia vào cái buổi thi. Cho mình hỏi các anh chị ở phía ở nhà mình nói các anh chị có nghe rõ không ạ? Một anh chị nào đó trả lời giúp mình với, thấy có một bạn của Văn Lan. Dạ nghe phải Rồi. không cả nhà? Dạ rồi, ok vậy mình bắt đầu ha. Trong hai cái buổi vừa rồi á là cô Phụng có làm việc với lại các anh chị đi về cái kỹ năng của listening với là speaking. Còn mình thì mình sẽ phụ trách cái chủ yếu là cái phần reading và writing. Rồi. Rồi, ok, mình sẽ nói nhanh ha. Thì cái phần này á là cái bài sơ lược, nhưng mà cô Phụng là đã đi qua hai cái buổi đầu rồi cho nên mình sẽ không tốn thời gian của các anh chị mà sẽ lướt qua sau. Trước khi mình start thì chắc cũng giới thiệu một tí ha. Mình tên là Thạch. Và sẽ là giảng viên hỗ trợ cho các anh chị đi hai cái kỹ năng là writing với lại reading trong cái khóa một tháng này. Nói chung thì nói sơ thôi, những cái này các anh chị biết rồi thì mình sẽ không nói. Tuy nhiên mình focus vào hai cái kỹ năng mà mình sẽ phụ trách dùng tiếng Việt ha cả nhà. Với cái phần viết á, thì thời gian là mình sẽ có là 60 phút. Vì step viết chỉ có 60 phút thôi và cái bài viết, số lượng bài viết nó sẽ là hai bài. Hai bài viết ha các anh chị. Và hai bài viết này thì sẽ thi trong tổng cộng là 60 phút. Rồi, hai bài viết thi trong tổng cộng là 60 phút. Như vậy thiệt ra là nó cái thời gian nó hơi khá ngắn. Rồi, ok. Thời gian nó hơi ngắn, nó không dài. Nó có phần cái số, phần số 1 là mình sẽ viết khoảng 120 từ và mình viết bài luận ha, về một chủ đề cho sẵn. Phần số 2 á, là viết, xin lỗi các anh chị, phần số 1 là viết bức thư, phần số 2 là viết luận. Rồi, đọc thì trong 60 phút mình sẽ làm khoảng 4 bài đọc. Bốn bài này thì nó cái độ khó nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên thì mình thấy các anh chị ôn một cái khóa một tháng, thường mà đa số các anh chị luyện lớp B2 á, thì sẽ là rơi vào cái khả năng là các anh chị đang cần cái bằng B2 để mình qualify cho cái chương trình học tiến sĩ của các anh chị. Cho nên là nếu mà các anh chị, kinh nghiệm của mình á, là nếu như mà các anh chị đang có buộc phải là cần nó là chuẩn đầu ra hoặc là chuẩn đầu vào thì các anh chị nên đầu tư cho cái tiếng Anh này tầm khoảng một tháng mà nó tương đối là nhiều. Tại vì thực sự là B1 thì thi dễ, nhưng mà với B2 á, thì fail nhiều lắm. Khả năng để mà fail là rớt thì khả năng là nhiều. Bởi vì nó cũng tương đương với cỡ IELTS 6 chấm rồi. Cho nên lời khuyên của mình vẫn là nếu các anh chị đi V-step để qualify cho cái học của mình thì các anh chị dùng gọi là toàn lực thời gian. Thì mình cũng gặp cũng vài anh chị đó là coi như là thi từ Văn Lang cho đến Hà Nội, và các anh chị book vé ra các đại học ngoài Hà Nội đó, thi rồi vào đại học ngân hàng, thi sư phạm, thi vẫn mãi không đậu, không đậu được. Nhưng mà mình cũng gặp được một số anh chị là các anh chị đã ôn một lần, tức là một tháng là các anh chị đã đậu ngay. Cho nên khả năng nào thì nó cũng có. Mà nếu mà chọn cái đường thì chắc mình nhờ cả nhà là tập trung trong một tháng này. Đặc biệt là tại sao mình nói như vậy? Tại vì cái môn viết của mình là các anh chị phải có viết bài, rồi các anh chị gửi cho mình sửa. Chứ còn không thể nào mà tiến bộ được trong một tháng nếu mà mình không có viết cái gì hết. Là mình làm chắc chắn không bao giờ lên ban được. Rồi, vậy thì bây giờ với đọc á, theo kinh nghiệm của Thạch, nếu như các anh chị có luyện thì điểm nó cũng sẽ gọi là trong một tháng á, cao nhất là các anh chị có thể đẩy lên được khoảng một điểm cho tới một điểm rưỡi, gọi là nâng được một ban. Còn viết á, nếu tập trung viết nhiều đề thì có thể nâng được hai ban, tức là từ một anh chị viết viết sơ sơ thôi, yếu tầm khoảng 4 điểm. Mình học chăm chỉ sau một tháng mình có thể viết được khoảng 6 điểm cho tới 7 điểm. Cái đó là Thạch đã từng từng luyện qua. Cho nên thì cái này lời khuyên của mình đó là các anh chị hãy dành thời gian viết nhiều. Còn đọc thì nó sẽ có một số cái gọi là kỹ thuật làm bài.
thì các kỹ thuật đó chắc hôm nay mình sẽ không nói, mình sẽ dành cho buổi sau. Bữa nay là tập trung viết thôi. Rồi, ok, nghe và nói thì chỗ cô Phụng đã báo rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cái thang điểm của cái phần writing trước thôi. Cái writing á, nếu như mà đương nhiên là 6 điểm thì mình đạt B2. Nhưng mà bởi vì mỗi kỹ năng nó chiếm trọn số là 25% tổng số bài thi. Cho nên nếu anh chị nào mình làm điểm của phần nói và phần viết mà nó cao á, thì nó sẽ kéo được hai cái kỹ năng kia. Dạ ha, nói và viết nó cao thì nó sẽ kéo được hai kỹ năng kia. Yes. Rồi, xin phép đi qua. Thì tiếp theo ha, phòng thi Văn Lang thì các anh chị cũng biết rồi, cơ sở vật chất khá là tốt. Dạ. Một cái writing của part 1 mình sẽ đi qua 5 phần. Cái phần số 1 á là cái kinh nghiệm của mình về tổng quan của cái phần thi viết. Thứ nhất, đó là phần số 1. Lúc nào trên thời gian làm bài người ta cũng ghi là làm 20 phút và viết 120 từ. Nhưng kinh nghiệm của tôi là nếu cả nhà chỉ viết 120 từ trong 20 phút thì không bao giờ đạt B2 đâu. B2 nên viết tầm khoảng 170 từ. Các anh chị ghi chú lại nha. Ở đây có một số bạn sinh viên, chắc là bạn cần phải qualify cho cái chương trình của liên kết quốc tế thì bạn mới ở trong cái lớp này. Thì mình phải viết tầm khoảng 160 tới 170 từ là cái mức an toàn nha cho B2. Thì quan điểm của các giáo viên nó cũng khác nhau, có người nói ít ít hơn một chút, có người thì nói nhiều hơn một chút, nhưng mà cũng không ai khuyên các anh chị là hãy viết đúng 120 hết. 130, 140 nó cũng ít từ lắm, trừ khi là cấu trúc phải chặt lắm, còn không á là viết ngắn, cái lượng ngữ pháp nó không đủ đa dạng rồi mà cái từ vựng nó lại không có nhiều nữa thì giống như người ta muốn chấm anh chị điểm cao lắm mà không có cái gì để chấm, cho nên là tôi vẫn khuyên là viết khoảng 160 từ. Điểm số mình nói sau ha. Part số 2 là 250, thì thường kinh nghiệm của mình là mình phải viết tầm khoảng 320 cho tới 330 thì nó sẽ an toàn để đạt cái thang điểm 7. Thường mình dạy á, mình nếu mà lớp B2 thì mình sẽ yêu cầu các cái bạn của trong cái lớp đó đó là các anh chị đừng bao giờ nghĩ là 6 điểm là các anh chị đặt mục tiêu 6 nha. Không, nó sẽ bị hạ xuống, nhiều khi cái đề đó nó không trúng tủ. Bản thân mình thì khi mình đi chấm mình cũng vẫn là gọi là tuân thủ cái nguyên tắc của phòng thi, mình không đem đề thi ra ngoài, cái đó là việc nghiêm túc một giám khảo cần phải làm. Tuy nhiên thì thật ra khi luyện á, mình chấm nhiều rồi mình sẽ biết được à những cái bản đề này xảy ra hay ra, cái đề đó nó thường thường hay ra lắm thì mình có thể nhớ và mình tập trung để mình ôn luyện cho cái người học của mình thì đạt điểm nó cũng tương đối. Nhưng mà mình vẫn khuyên các anh chị đó là dù cái gì đi chăng nữa, ví dụ giáo viên người ta có dạy mà nó đã sát cái bộ đề rồi, mọi tình huống đều có thể xảy ra, anh chị cứ viết đủ 250 là không bao giờ B2, tầm khoảng 300 cho tới 330 và viết trong 40 phút. Một kinh nghiệm của mình đối với phần này đó là rất nhiều anh chị gọi là coi như là tinh túy bao nhiêu là tập trung hết vào cái part số 1, xong rồi không kịp giờ viết part 2. Mà cái part số 2 phần viết á, là nhân hệ số 2 tại vì viết luận. Cho nên á, phòng thi không đem điện thoại vào được. Nhưng mình khuyên các anh chị hãy nhìn cái đồng hồ của phòng thi và canh sát cái mí giờ. Tức là nếu như trong 20 phút đầu anh chị viết không xong part số 1, anh chị cũng vui lòng bỏ lại đó và chuyển qua part số 2. Một chút còn giờ các anh chị hãy quay lại. Còn nếu không, các anh chị coi như là chỉ cần anh chị nấn thêm một chút xíu thôi, nó trễ cái part số 1 á, kinh nghiệm của mình nha. Nếu anh chị nói ôi thôi 20 phút mà tôi nấn một chút xíu chừng 23 24 phút, tới hồi anh chị qua part số 2, anh chị đọc đề xong suy nghĩ ý tưởng cho part số 2 còn có nửa tiếng hoặc 28 phút để viết thôi, lúc đó các anh chị sẽ bị hoảng lên và coi như là viết toàn bộ cái part số 2 nó fail luôn và nó sẽ không thành công. Cho nên đó là kinh nghiệm của mình. Hoặc tốt nhất là 18 phút đầu phải xong part số 1. Hoặc lý tưởng nữa thì là 20 phút tối đa là phải buông, không viết nữa. Dạ, đó là lời khuyên chân thành với lại các anh chị trong lớp. Tại vì mình đã gặp rất nhiều trường hợp mọi người thi về và kể
À, giống như tôi nấn nấn thêm có mấy phút rồi cô, nhưng mà tự nhiên qua tới bác hai cái tôi bị cũng rối rối, tôi run run và tôi làm không kịp giờ, tôi bỏ. Dạ thì bây giờ thật sẽ đi hết toàn bộ cái phần này, xong rồi tới cuối các anh chị sẽ hiểu là tại sao part số 2 bỏ dang dở phần kết luận thì không được 37. Rồi nha, bây giờ xin phép là tóm gọn lại cái slide này trước khi đi qua. Rồi các anh chị chụp màn hình lại cái slide này giúp mình ha. Toàn bộ cái file này đã được quay hình lại để các anh chị sử dụng. Tuy nhiên, tại vì mình không có thời gian, cho nên những cái nào mà thật nói là các anh chị chụp màn hình lại thì các anh chị chụp đúng cái đó thôi. Mình coi ít nó đỡ tốn hơn phải tua toàn bộ video. Nhắc lại, part số 1 nên viết khoảng 160 từ và viết tối đa là 18 cho tới 20 phút. Part số 2 là nên viết khoảng 300 cho tới 330 từ và tối đa thời gian thì mình phải tranh thủ mình viết cái này tại vì nó nhân hệ số 2. Rồi, xin đi vào ha. Như vậy thì với một cái thời lượng của một khóa một tháng thì mình sẽ làm cái gì? Với khóa một tháng thì buổi hôm nay và buổi ngày mai mình sẽ đi cùng với anh chị cái writing cái part số 1, tức là hoàn tất toàn bộ cái lý thuyết và kỹ năng viết của part 1 trong hôm nay và ngày mai. Rồi 3 tuần tiếp theo tương đương với lại khoảng 4 buổi, 5 buổi tiếp theo chứ xin lỗi, theo đề cương sẽ là 5 buổi tiếp theo. Sẽ đi cùng với anh chị là 6 dạng essay cơ bản của cái part số 2. Và cái buổi cuối là cái buổi mình sẽ ôn tổng hợp. Sau từng buổi học nhờ các anh chị viết bài và nộp, mình sẽ tạo một cái kênh để nộp, đó là trên cái trang Moodle của Văn Lang, để các anh chị nộp bài lên trên đó thì mình sẽ tải file về và mình sửa. Thì cứ mỗi ngày thì trước ngày học mình sẽ sửa bài, mình sẽ quy ước cái thời gian trên đó để cũng tiện lợi cho mình và các anh chị làm việc. Ví dụ chiều mai mình học 6 giờ thì khoảng chắc có lẽ là 3 giờ chiều là tối đa, nhờ các anh chị phải xử lý xong cái bài tập. Còn nếu anh chị nào mà có bận thời gian mà nộp sau 3 giờ chiều thì những cái nộp sau 3 giờ chiều mình phải sửa và gửi lại trong bữa tiếp theo nữa, nhưng mà các anh chị phải thông báo cho mình biết chứ không mình sẽ không coi lại cái đó ha, vì thực tế cũng có nhiều người bận, nhưng nếu mà trễ hơn nữa thì mình lại sửa bài không có kịp cho cái buổi chiều mình dạy. Rồi mình sẽ dặn dò các thứ và nốt lên trên trang học trực tuyến. Bây giờ thì xin phép bắt đầu ha. Yes. Điều này không có nghĩa là writing không dạy ha các anh chị. Writing vẫn dạy nhưng mà dạy kỹ thuật thôi. Sau đó các anh chị sẽ làm cái bộ đề luyện của Văn Lang. Thạch đã thiết kế sẵn những cái bộ trả lời cho các đề test đó. Tức là câu đó đáp án là gì, dữ kiện ở đâu. Thì trong mỗi ngày học bắt đầu từ tuần số 2. Ha, bắt đầu tuần số 2 mình sẽ sửa những bài đó nhưng mà chỉ show ngắn gọn cho các anh chị, à dữ kiện tại đây nên đáp án là như vậy, thì các anh chị cũng có thời gian luyện ở nhà. Còn theo quan điểm của mình thì writing thì dạy trên lớp ok, nhưng nếu mà để thời gian nửa tiếng cho một người học ngồi đó để làm bài reading xong rồi ngồi sửa thì nó rất là phí thời gian. Nên là nếu như mà các anh chị thấy cái cách dạy á nó ổn thì các anh chị follow giúp mình. Còn các anh chị vẫn trả lời là à cô ơi thiệt sự mình cũng không có thời gian đâu, cô sắp xếp một ít thời gian trong lớp cho làm phần đọc đi, thì Thạch sẽ tranh thủ để mình đẩy một số cái phần khác nó ra. Rồi ok nha. Sau buổi học thứ nhất thì các anh chị sẽ gửi lại cho mình cái gọi như là cái comment đi của anh chị về cái buổi học, để nếu cần thiết để mình có thể mình đi cho nó nói chung cũng khớp cái nhu cầu của các anh chị hơn. Tại mình thấy rằng là cái lớp B2 á, lúc nào thì thực sự B1 nhiều khi các anh chị học là các anh chị cần thiết cái bằng đó để qualify cho một cái chứng chỉ, thì cái động lực nó cũng khác so với B2, tại vì B2 cần cái động lực nó nhiều hơn dữ lắm. Rồi ok, go to part 1 ha. Đây là một cái đề mẫu của part 1 V-step. Mình mời các anh chị đọc đề trong khoảng 3 phút ha.
Rồi, chắc chắn các anh chị đã đọc đề rồi đúng không ạ? Mình đã canh đồng hồ của mình là khoảng 4 phút. Thế thì mình nhờ các anh chị nhìn cái đề ha. Các anh chị sẽ thấy là trong đây nó có hai thành phần. Phần số 1 á là nó cho cái khung đề và số 2 nó cắt các yêu cầu đề. Thì cái mà mình nói kinh nghiệm ở đây ở chỗ nào? Ở chỗ đó là mình khuyên các anh chị đọc ưu tiên cái khúc này trước. Tại vì thường á cái quy ước ngầm của những người chấm đề đó là sẽ ưu tiên đọc các yêu cầu của đề bài thay vì là đọc tình huống đề. Tại vì nó có rất nhiều khả năng xảy ra. Ví dụ cái thông tin ở trong cái bài này nè, trong trong cái đoạn văn này nè. Nó hỏi cái gì đó. Nhưng mà cái yêu cầu dưới đây không hỏi. Thì thường á cái cách mà các cái giám khảo người ta hay chấm đề mà quy ước tại các hội đồng thi ấy, là tại vì trong cái đoạn văn có thể người ta miêu tả ba điều bốn chuyện gì đó không biết, nhưng cái yêu cầu đề là theo cấu trúc đề nó nằm ở phía ngoài, cho nên các anh chị sẽ ưu tiên cái phần dưới này để mình đáp ứng yêu cầu đề. Rồi, cái mình muốn các anh chị chú ý từ cái phát quan nó nằm như vậy ha, nó có hai cái. À, nếu như có một số đề nó không có các yêu cầu này nè thì mình mới buộc lòng mình đọc ở trong đây. Ok, rồi, bây giờ qua tiếp ha. Chỉ có nói vậy thôi, còn nếu mà phân tích kỹ thì mình sẽ đi từ từ. Rồi, đây là cái part số 2 thì mình sẽ lướt nhanh tại vì không phải trọng tâm hôm nay. Các anh chị sẽ thấy nó bảo là mình sẽ đi trong 40 phút, rồi nó cho một cái đề, rồi nó bảo là reasons, rồi examples to from own experience and knowledge. Tức là giờ cái dạng này là cái dạng đây nè, cái dạng này là cái dạng đọc đề nó sẽ ra là advantaged với là disadvantaged, thuận lợi và bất lợi. Đây là một kiểu essay. Thì trong lúc mà mình đi cái part 2 với các anh chị á, mình sẽ nói rõ là à cái dạng essay này nó bao gồm có những cái gì, rồi cái kỹ thuật viết làm sao cho nó nhanh, điểm nó cao, nên dùng các cụm từ gì, rồi bài mẫu có cái sườn gì không, tới đâu mình sẽ nói tới đó ha. Thì mình sẽ lướt qua. Rồi. À, chấm điểm writing. Slide này chút xíu khi nào mình nói chụp các anh chị chụp lại giùm mình nha. À, điểm lúc nào nó cũng phần writing nó sẽ được chấm trên bốn tiêu chí, một là task fulfillment, organization, vocabs và grammar. Task fulfillment là hoàn thành nhiệm vụ bài viết. Organizations là tổ chức ý. Vocab grammar các anh chị biết rồi. Rồi. Ghi chú lại giùm mình chỗ này nha. Thằng này nè, task fulfillment này, cái anh này này, cái anh này giống như một cái mỏ neo vậy đó các anh chị, y chang cái mỏ neo luôn. Mỏ neo mà thả xuống chỗ nào là con tàu nó nằm tại cái vùng 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 nước cạn đó một thời gian. Task fulfillment cũng giống như vậy, tức là người ta chấm điểm á, cái điểm hoàn thành nhiệm vụ bài viết là chấm cao nhất. Nếu như mình quay trở lại ha, quay trở lại cái slide lúc nãy, nếu như với cái yêu cầu đề này đi, đây nó có 1, 2, 3, 4 yêu cầu đề. Nhưng mà anh chị viết, anh chị bỏ một ý. Thì đương nhiên, task fulfillment của các anh chị dù viết xuất sắc nha, điểm tối đa của task fulfillment là 7.25. Chia 7.75 nhỉ, 7.25 nhỉ, chia 3 mà, chia 4 mà. Rồi, cái điểm của task fulfillment mà nó bị chia đôi, nó bị trễ mất một phần thì organization, vocab và grammar sẽ theo cái con 7,5 đấy. Nó kéo toàn bộ nguyên bài là điểm cao nhất. Tức là anh chị hiểu ha, nếu task fulfillment điểm nhiêu đó thì các tiêu chí còn lại thì nó sẽ dao động ở cái mức cộng trừ 1 ha. Thường là trừ chứ ít khi nào cộng. Thường là trừ chứ. Trừ khi cái người nào kiểu như viết rất là hay nhưng mà bị lạc đề. Thì cái task fulfillment nó còn được an ủi là à, lạc đề thì bị không điểm một điểm rồi, nhưng mà à, tổ chức ý từ và ngữ pháp hay người ta vẫn chấm. Chứ còn nếu mà viết đúng đề rồi đó mà đề anh chị viết không đủ yêu cầu thì lập tức mấy cái tiêu chí còn lại nó sẽ bị trừ điểm theo tỷ lệ thuận. Như vậy mình nhắc lại ha, các anh chị nhớ giúp mình là mình ghi chú lại đó là mình phải viết đầy đủ yêu cầu đề. Nhắc lại ha các anh chị, mình sẽ viết theo đầy đủ yêu cầu đề, không bỏ thao tác.
không bỏ yêu cầu. Rồi đi tiếp ha. Điểm của B2, điểm của B2 là 24 cho tới 33, tức là mình phải đạt tầm khoảng 6 điểm. À, mình sẽ tầm tầm đạt tầm khoảng 6 điểm thì mới có thể pass ha. Rồi mình xin qua tiếp. Rồi để đáp ứng được cái yêu cầu của bài viết về task fulfillment thì các anh chị phải có, thứ nhất là các anh chị sẽ hoàn thành viết đầy đủ ý của bài. Thứ hai đó là phát triển ý. Thứ ba là đứng ở một cái quan điểm rõ ràng, present a clear position, có một cái thế để đứng rõ ràng. Và với cái part số 2 á thì mình không có đưa tên vào. Bài nào có tên thì chắc chắn là sẽ chấm riêng rồi đấy các anh chị. Và tiếp theo đó là có kết luận và ghi chú rõ là part số 2 nha. Tại sao tôi đưa cái ghi chú có kết luận vào đây? Trong cái thang điểm chấm vi step, nếu các anh chị không có kết luận, điểm tối đa của bài essay part số 2 là 7 điểm. Điểm tối đa là 7 thì không thể nào đạt con 7. Ok, nên các anh chị lưu ý giúp mình ha, đặc biệt phải có kết luận cho part số 2. Kết luận cho part số 2. Rồi về phần tổ chức ý, phải sắp xếp ý chặt, viết theo đoạn, sử dụng liên từ nối, use linking words. Linking words, ở đây tôi có một cái file để chuẩn bị sẵn cho các anh chị là linking words là thế nào. Tuy nhiên thì với cái part số 1 á, viết thư á, nó không có cần link nhiều. Cho nên là tôi sẽ để ở đây để cái part số 2 tôi quay lại tôi giới thiệu. Tại vì nếu mà part số 1 á, các anh chị viết email á, mà các anh chị link nhiều quá mà bằng các cái từ firstly, secondly nó khô lắm. Nên mình sẽ không có giới thiệu cái này ở đây. Grammar thì sử dụng cấu trúc đơn phải đúng. Cấu phức nó phải đúng. Nói tới đây thì bắt đầu mình sẽ thấy ôi bây giờ cô phải trang bị cho tôi. Chứ nếu mà tôi bỏ tiếng Anh lâu quá thì tôi cũng không nhớ cấu trúc đơn và cấu trúc phức là gì đâu. Vâng, từ từ ạ. Sử dụng từ vựng đa dạng. Và sử dụng thành ngữ. Rồi, ok hai các anh chị. Bây giờ rồi, mời các anh chị chụp màn hình lại cái sheet của Linking Words ha. Các anh chị chỉ chụp thôi. Chụp và mình để đó. Tại vì các buổi sau mình sẽ học. Rồi, bây giờ đi qua tiếp ha. Mình sẽ mời các anh chị đi một cái bài thực tập của Acting Linking Words, đưa từ liên từ nối vào. Ở đây mình sẽ có một cái box các từ. Therefore, definitely, because, lucky và however. Mình xin lỗi các anh chị ha, hiện tại là mình đã gọi là dừng share màn hình trong khoảng một chút xíu để có thể là gọi là nhờ các anh chị đăng nhập vào Taskplay á. Các anh chị cho mình khoảng một tí xíu ha.
Rồi bây giờ nhờ các anh chị mình nhìn lên cái màn hình share của Thạch nha. Các anh chị có cho mình hỏi các anh chị có thấy cái màn hình share không ạ? À? Các anh chị ơi cho mình hỏi có thấy cái màn hình share chưa ạ? Thấy được không? Mới thấy rồi cô. Dạ có không ạ? À? Dạ Đang alo, cho đang hỏi các anh chị có thấy cái màn hình đang thấy có một thấy màu chưa đen. chị? Dạ thấy một màu đen thôi cô. Cái màu đen hả? Dạ, ghi chữ Glasscode. Dạ vậy để mình share lại thử ha. Bây giờ chị có thấy chưa ạ? Chị ơi, Dạ cho vẫn. mình hỏi có thấy chưa ạ? Dạ vẫn như vậy cô ơi. Có vẻ như là ở phía trên thì thấy chữ class code 16291, còn ở dưới có một cái màu xanh lá cây nhỏ nhỏ, còn tất cả là màu đen hết cô. Dạ rồi. Cho mình hỏi thế bây giờ chị thấy chưa ạ? Dạ thấy rồi cô. Dạ rồi, bây giờ em trình chiếu ha. Nhờ chị check lại giùm coi vẫn còn thấy đúng không ạ? Dạ khi cô mở trình chiếu thì lại không thấy nữa, vẫn lại cái màu đen ạ. À? Dạ, không hiểu tại sao luôn. Vậy chắc là em nên share cái trình chiếu. Rồi, em đang share cái trình chiếu đấy. Chị coi, chị check lại giùm em có thấy chưa? Vâng vậy cô ơi, hay là cô đừng trình chiếu đi cô. Cô đừng share trình chiếu, cô share ở Ủa cái nhưng dạng mà double bond đó thì sẽ thấy hết luôn cái nội dung. dạ. Vấn đề là hồi nãy là em đang dạy bình thường ha. Dạ. Rồi mình nhắc lại ha. Bây giờ thì mình nhờ các anh chị suy nghĩ, các anh chị chụp cái màn hình lại giùm mình. Sau đó các anh chị suy nghĩ xem là các chỗ điền từ 1 tới 5 sẽ điền cái từ nào trong cái khung màu cam. Thì chụp màn hình lại rồi làm đi. Trong khúc đó thì chắc mình sẽ lại không có xem màn hình để mình xử lý thao tác. Thì như vậy nó sẽ không có bị động cái lớp học ha. Rồi mời các anh chị chụp cái màn hình lại và mình xử lý cái bài tập này giúp. Rồi cả nhà chụp chưa ạ? Dạ rồi mình sẽ ngừng chia sẻ ha để xử lý cái thao tác kỹ thuật của cái này trong lúc các anh chị đang đang làm bài. Rồi. Cảm phiền một anh chị nào đó đang ngồi ở bên ấy á, trả lời giúp mình là các anh chị đã thấy cái slide share chưa ạ? Như tình Chưa trạng cô lúc ơi, nãy màu đen cô thôi. ơi. Dạ vâng.
Dạ mình đã tắt cái PowerPoint để khởi động lại cái đó. Nếu mà các anh chị check nhanh thì mình một lần cuối, nếu vẫn không được thì mình sẽ thoát cái team tạm để vào lại à. Vẫn không thấy cô ơi. Dạ rồi. Thế thì bây giờ thì chắc là để không mất thời gian của các anh chị để mình coi xử lý như thế nào cho nó không có bị động. Dạ rồi, thế thì bây giờ mình sẽ tạm share cái PowerPoint mà nó không có cái phần 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 ấy, phần mà hiện lên đó, để sửa cái bài này trước. Sau đó thì mình sẽ nhờ các anh chị break khoảng vài phút, như vậy thì lớp cũng sẽ chủ động hơn ha, nó không có bị gọi là mất cái thời gian của các anh chị á. Rồi các anh chị nhìn ở cái bước đầu tiên ha, ở đây là cái đoạn văn mà mình chưa có đáp án. Anh chị sẽ thấy là nếu giả sử ha, chỗ số 1 này tôi bỏ, tôi không điền gì vào thì nó vẫn hiểu. Tức là vẫn là những câu hỏi thăm thôi. Là bài kiểm tra của bạn dạo này sao? Khi nào biết kết quả thi? Bạn thì nói chung lúc nào cũng giỏi mà. You did brilliantly as always. Nhưng mà nó không có điểm phần cấu trúc. Chưa hồi nãy mình nói đấy, mỗi một bài thi nó sẽ có điểm của cái phần gọi là organization, tổ chức ý. Cho nên thường á, mình khuyến khích cái người viết á, là đưa đệm thêm những cái chữ mà kiểu như là cũng không ảnh hưởng gì tới nghĩa đâu, nhưng mà mình đệm thêm thì cái kết quả, cái điểm phần cấu trúc nó sẽ cao. Rồi để đệm thêm cái gì thì các anh chị sẽ thấy nè. Đầu tiên ha, các anh chị ghi chú lại giùm mình là với mình là đang nói hôm nay với ngày mai là viết email nha, không chưa đụng gì tới essay hết. Với email thì mình đừng có sử dụng cái first, second, third, last, tại vì nó khô nha. Cái marking time này nè, cái marking time nó khô nên chị đừng sử dụng nó khô lắm. Tuy nhiên có những cái cụm mà lúc nào cũng dùng được là đây. Theo quan điểm của tôi, in my opinion, thì tôi đã thật, tức là thật đấy, đã cố gắng là liệt kê cho các anh chị ba bốn cụm từ cùng một nghĩa ha. Đó là theo quan điểm của tôi, thì ở đây nó có bốn từ, anh chị dùng cái chữ nào anh chị dùng. Thí dụ trong cái email anh chị lấy hai chữ viết rồi thì bên essay mình lấy tiếp hai chữ còn lại ha. Rồi giving example thì ngoại từ chữ for example, chữ such as, chữ for instance thì mình có to illustrate, illustrate bốn từ, muốn dùng từ nào dùng. Tôi xin đọc lại ha. Such as, for instance, to illustrate. Rồi, so many facts là cái nghĩa là vì vậy đó ha, cái chữ vì vậy ở đây có bốn chữ, dùng chữ nào dùng. Đương nhiên nó có khác nhau về cái cách dùng một chút, nhưng mà bây giờ cứ tạm thời viết được nó trước đi, nhớ mặt nó trước đi rồi ngữ pháp của nó nói sau. Rồi ở đây có mấy chữ tương phản nè, ngoài ra, rồi chắc chắn là nè. Đó, ok, các anh chị dùng nhiều vào ha để mình có điểm phần cấu trúc. Rồi bây giờ đây là bài sửa nha. Rồi đáp án ha, số 1 definitely. Tôi biết khi nào bạn biết kết quả. Dứt khoát rồi, bài của bạn lúc nào mà chả hay. You did brilliantly as always. Thêm cái definitely, cái câu nó hay hơn nhiều. Ở đây, tôi đã làm công việc mới trong 3 tháng vào, gọi là tuần tới là được 3 tháng. Vậy là luckily, may quá tôi tìm được việc rồi. Do đó, tôi cảm thấy tôi an cư hơn, settle in. Ha, ban đầu á, thì tôi cũng không có ý tưởng là tôi làm gì đâu. Số 4 đi however. Tuy nhiên, tôi thấy thì nó cũng bình thường thôi. Rồi, cũng có nhiều thứ phải học lắm. Và tôi cũng quen tới tới ý tưởng rồi là tôi không thể biết mọi thứ. Tôi hay làm việc trễ vào cuối tuần, nhưng mà tôi slowly gọi là getting into a normal routine, bây giờ nó cũng bình thường theo thông lệ rồi.
Rồi đấy, như các anh chị thấy là những cái câu mà mình cố gắng mình điền cái trạng từ vô á, thì cái câu nó cũng không có mang tính chất rắc rối gì hết. Đặc biệt nha, là ba cái từ này. Certainly, undoubtedly, definitely, nghĩa là chắc chắn rồi. Thì cứ là đặt đầu câu là được thôi, không có cần ngữ pháp gì cả. Để các anh chị cố gắng nốt dùng được giùm mình nha. Mình thì nói chung là với các anh chị luyện B2 thì mình khá là tâm huyết, vì mình biết là các anh chị vì B2 là biết chắc rồi, thế nào cũng là các thầy các cô của các trường, các thầy cô bận lắm, không có nhiều thời gian để tham gia một lớp đâu, cho nên là nếu mà để đạt anh cho anh chị đạt điểm cao thì buộc lòng là mình phải có comment nó khá là gắt đấy, để các anh chị có thể cải thiện ngay, thì cái thời gian chị bỏ ra nó mới không phí được, chứ mình biết thì mọi người ai cũng bận lắm. Rồi, ok. Vậy là cố gắng ha. Certainly, undoubtedly, definitely. Thế bài nào mà viết không có cụm này thì mình sẽ highlight lên ha. Nhờ các anh chị thêm vô giúp giùm. Rồi, mình tiếp ha. Vậy thì bây giờ là 6 giờ 52 phút. Thì thường bên băng lan mà luyện thi cũng không có quy ước vì giờ nghỉ. Nhưng mà mình recommend là cả nhà sẽ practice đúng 5 phút. Ha. Trong thời gian đó thì mình sẽ leave team để mình vào trở lại. Rồi ha, cả nhà đúng 5 phút nữa mình start cái bài học tiếp theo ha. Vâng.
Chào các anh chị, mình có F5 lại cái trang của mình á. Bây giờ thì mình show lại nè. Rồi chắc là các anh chị cũng mình cũng ngại hỏi cái câu này lắm. Nhưng mà ý là các anh chị có thấy cái bài của mình bây giờ mình chuyển qua chế độ share này, chắc tại vì zoom thế này nó mới lớn cái màn hình. Các anh chị trả lời lại giúp mình một lần nữa là nó có thấy được cái file không à, để mình biết. Dạ alo. Nó vẫn như vậy Không cô thấy ơi. à? Nó vẫn là Dạ như vậy. thấy rồi phải không ạ? Dạ chưa à? Chưa cô ơi. Chưa thấy rồi. Ồ men. Vâng. Không biết là lý do gì luôn. Đây, như thế này thì Con thấy đúng vẫn không cảm ạ? xúc. Dạ vẫn thấy bình thường cô. Để như vậy cũng được cô. Dạ rồi, ok. Cô Dạ bấm ok. thử cái Thôi hình cứ delay ở dưới góc góc bên bên phải của màn hình đó cô. À, chị nói sao chị? Dạ cô bấm vào cái ly á, đúng rồi cái hình cái ly á, ở bên góc phải màn hình á, kế đi, đó đúng, đó sai. Cái Thì cô bấm đúng rồi đó, đó giờ chị thấy chưa? không thấy luôn. Không không thấy phải không chị? Dạ không. Đó, ý em là vậy đó, em không hiểu vấn đề nó ở đâu á, tại vì rõ ràng là em share cái màn hình và bây giờ thì nó lại không có không có thấy. Thì bây giờ thử một thao tác nữa ạ, thấy chưa ạ? Cũng không. Không cô ơi. Vẫn không, vâng. Em không hiểu vấn đề đang nằm ở đâu. Thì thế bây giờ em cứ để thế này đi cho nó không có gián đoạn cái lớp của các anh chị đã. Rồi tí nữa em coi cái vấn đề nằm ở đâu nha. Rồi bây giờ nói về cái mặt ngữ pháp. Chắc có lẽ cái vấn đề từ cái class point. Thì thường thí dụ như để em sign out cái class point không biết rồi nó có ổn không? Tại vì đang 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 dùng cái version của nó, cái thằng bản quyền của nó em đăng nhập vào để cho mấy cái game tương tác á. Rồi ok, cái dạ rồi em mới sign out khỏi class point là chị thấy đó chị. Vậy em muốn chắc cái vấn đề từ cái class point của em. Dạ rồi ok, bây giờ về ngữ pháp ha. Thì thế này. Nó có một cái trang web đó các anh chị mà nói chung là dân ngoại ngữ hay dùng. Tại vì bản thân của tụi em khi mà tụi mình đi chấm cái vi step là tụi mình phải thuộc được cái điểm ngữ pháp đó là của trình độ nào, thì mỗi một cái nghề nghiệp nó đều phải có một cái đặc trưng riêng. Thì ở đây là cái trang mình giới thiệu lại ha. Cái trang này nó không phải là trang chính thống của cái hội đồng thi gì đâu, nhưng mà nó có liệt kê cái trang này là examenglish.com/cfr, thì nó có liệt kê những điểm ngữ pháp mà tương tự giống như những cái mà tụi mình đã được học và tổng hợp về các điểm ngữ pháp, cho nên mình giới thiệu đây. Tức là sao, có một người người ta nói là ủa làm sao mà tôi học hoài luôn mà tôi thấy tôi viết cũng hay lắm mà sao cái bài của tôi nó là B1 chứ không được B2, tôi viết quá trời viết luôn mà cô. Mà thiệt ra tụi em không có chấm vào cái việc anh chị viết quá trời không quá trời, mà ở chỗ là cái bài của anh chị nó có được những cái điểm ngữ pháp này hay không ha. Rồi như vậy bây giờ mình phải nói ngắn gọn là đầu tiên để đạt B2 thì phải viết được một số điểm ngữ pháp của B1, cho nên bữa nay mình sẽ lòng vô từ từ ha. Rồi, lồng vô từ từ. Còn anh chị chụp nhanh cái màn hình đi. Xong rồi anh chị muốn nghiên cứu thì mình nghiên cứu sau. Cái này nói ngữ pháp quá thì người mà người ta luyện thi cũng không cần. Chỉ cần cô giáo của lồng vô làm sao mà tôi thi tôi pass được phần đó là được rồi. Rồi, ok. À, thì bây giờ mình sẽ có cái điểm ngữ pháp của B1. Ngắn gọn, đây là những cái mà mình đã lọc lại nha. Từ cái bảng bên đó mà người học có thể học được. Kiểu như là so sánh, chia thì, câu hỏi đuôi, bị động, thường thuật. Rồi. Rồi, đạt như đó đi, sau bắt đầu mình đi vào B2.
mình vẫn dùng thì nhưng mà mấy cái thì khó, kiểu như quá khứ hoàn thành, quá khứ tiếp diễn, rồi mệnh đề quan hệ, modal verbs in the past, động từ khiếm khuyết trong quá khứ. Đây. Rồi, hôm nay mình đi cái ngữ pháp của B1 trước ha, cái buổi của Taxi Voice bị động. Bị động thì mình chỉ có một cái mình nhắc anh chị, đó là cái người viết á, viết cho lẹ. Nhớ trong đầu tư duy bị động là to be cộng với lời cục bay đi. Ha, bị động là to be cộng cục bay đi. Mình viết cả bản vậy thôi, chứ mà cái người mà luyện B1, B2 thì mình chỉ khuyên được, hy vọng được là các anh chị sử dụng được thì hiện tại đơn ở dạng câu bị động. Tức là các anh chị biết dùng am, er hoặc là was, were hoặc will be cộng với bay đi. Ha. Rồi, tiếp diễn thì các anh chị sẽ dùng là to be cộng với lại be in cộng với lại will be đi. Rồi, cái này thường không, người ta rất khó để viết cái này, nên là khi nào luyện C1 á, thì mới yêu cầu tới đây. Thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, hoặc là quả chăng lắm là hiện tại hoàn thành, dùng được bị động là tốt rồi. Rồi, bây giờ ở đây mình ví dụ ha, hiện tại đơn mà bị động là I am given flowers on my birthday, tôi được tặng hoa vào sinh nhật. I'm given, đó, hiện tại đơn bị động nè. Quá khứ đơn bị động nè. Tương lai đơn bị động nè. Đó. Ha. Rồi, các anh chị nốt nhanh lại ha. Thế bây giờ tới hiện tại tiếp diễn dạng bị động thì mình cũng không có cần để ý, mà chủ yếu là hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành là mình có have nè, rồi been nè. Đó, have been là hiện tại hoàn thành. Dạng bị động. Đó, anh chị chú ý như đó là tốt rồi. Rồi bây giờ ở đây tôi có 3 câu cần các anh chị thực tập. Ha. 3 câu cần các anh chị thực tập thì cần nhờ các anh chị, đó là dịch 3 câu này qua dạng, tức là mình dịch 3 câu này qua tiếng Anh. Nhưng mà đương nhiên tại vì ở đây nó có chữ bị, nó đang có chữ được. Ha, bị với được thì buộc lòng các anh chị phải đặt cấu trúc bị động rồi. Đó, được, ha, được, được với bị là bị động. Thế bây giờ nhờ các anh chị sẽ là mình sẽ đặt 3 câu này qua bị động ha, và các anh chị nhắn vào cái group chat nha, group chat của lớp này. Anh lý ban đầu mình định dùng Classpoint đó nhưng mà nó trục trặc thì mất công quá, thế anh chị dùng trên chat ha, nhắn 3 câu này qua dạng bị động. Rồi mình chờ các anh chị khoảng 3 câu 4 phút nhỉ. Rồi đúng 4 phút ha.
Not I will be. Câu sẽ được thăng chức là tương lai. Ờ, will be thôi. Dạ rồi, mình canh nó cũng tầm tầm khoảng 4 cho đến 5 phút rồi đấy. Đây, mình nhìn cái câu trả lời của các anh chị ha. Thấy ở đây là nhiều bạn ở ngôi nhà Văn Lan này. Yes. Environmentally polluted in recent year. Being given a mission. Given work. Be promoted. Rồi, be promoted. Ok, các anh chị đặt bị động rất ổn. Thì nó vậy thôi. Chữ ở đây ha. The pollution. The environment chứ không phải pollution ha. Nãy chắc tại mình đánh cái gì đó. Environment, môi trường ha. Nó bị ô nhiễm. The environment is being polluted in the recent years. Tôi đang được giao nhiệm vụ ha. I'm being assigned. Nói chung các anh chị dùng having work hay cái gì cũng được. Có bị động là đúng rồi. Cách viết của anh chị đúng rồi. Rồi ha, tiếp theo. Rồi tiếp theo nữa ha. I'm being assigned. Tôi hy vọng tôi sẽ được thăng chức là will be promoted. Đây, đây là cái cách viết của bị động. Thì bây giờ mình chia sẻ thêm ha. Thật ra chắc anh chị cũng biết Grammarly rồi. Nên cũng không cần nói nhiều. Nhưng mà ý là có một số anh chị mà không biết, mình dùng cái phiên bản miễn phí hay là phiên bản Pro cũng được. Pro thì mua nó hơi phí, nó hơi cao đấy. Ví dụ như khi mà mình cần viết luận văn mà tại vì mình một số cái thì luận phải dài quá thì mình buộc lòng phải mua. Còn không cái gì bản free chứ mua thì cái phí nó cũng khá cao đấy, tầm khoảng 3 triệu mấy. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần quay lại cái ngữ pháp ha. Vậy là bữa nay là ôm được cho anh chị cái viết bị động. Vậy một chút nữa khi viết đoạn văn các anh chị hãy dùng bị động và các liên từ nối. Đây là yêu cầu ha, bị động và liên từ nối vào trong cái đoạn văn mà mình viết đó. Mỗi ngày mình tốt lên một chút từ từ. Thì bây giờ sẽ đi về từ vựng. Ok, mình muốn nhờ các anh chị tìm giùm mình các từ vựng có nghĩa là chọn lựa ha. Các từ vựng có nghĩa là chọn lựa nha. Từ vựng có nghĩa chọn lựa. Mời các anh chị đánh giùm mình cái chữ đó lên vào khung chat. Chữ chọn lựa, đánh giúp vào khung chat. Dạ, chị nói gì không nghe ạ? Dạ em xin lỗi, em đang suy nghĩ. À dạ vâng, dạ vâng. Choose. Rồi, bạn Khánh Đoan. Choose. Select. Pick. Choose. Rồi, cảm ơn bạn. 413. Yes. 413 đọc giống như là mình gọi title của Hoa hậu các anh chị nhờ. 413254. Yeah. Choose. Không thấy anh Duy Tuệ rep nhờ. Còn anh chị nào nữa không ạ? Mình thấy có choose, select, pick. Mình không thích cái chat này ở chỗ là ai cũng thấy đáp án của người kia hết rồi, đâu có thèm nhắn nữa. Nhưng mà cái class boy của mình nó đang bị gì mình cũng đang không biết đây này. Rồi, ok. Vậy các anh chị có choose, các anh chị có select, chị có pick. Theo từ điển Cambridge á,
nó có nhiều từ lắm. Nhưng mà ví dụ các anh chị viết chữ choose thì từ đó nó là từ vựng theo cái quy ước của từ điển Cambridge á. Office cũng vậy. À khoan, phải lưu ý một chút ha. Office với Cambridge có một số từ nó ghi nhận cái cấp độ từ vựng khác nhau. Nhưng mà cái lượng từ đó không nhiều. Đấy, nên là nó cũng không không phải là không đáng tin cậy lắm, nó tin cậy đấy nhưng mà tùy, có một số từ hay từ điển nó ghi nhận ở cấp độ khác nhau. Nhưng mà chu là giống đó. Select thì nó lại B1. Ha. Còn nếu mà anh chị nào cũng cái nghĩa là chọn lựa, ví dụ là anh chị nói là tối nay là tôi chọn ăn mì tôm vì lười lắm không ra ngoài đâu, I choose the noodles, anh chị kia nói I select the noodle, anh chị còn lại I opt for the noodle, thì cái chữ opt á, phiên bản tra trong hai từ điển nó là từ ở cấp độ C1, thì anh chị hiểu vấn đề rồi ha. Tức là có nhiều anh chị ô tô tôi viết hay lắm mà sao tôi viết hoài điểm tôi không lên ban, tại vì giám khảo muốn chấm anh chị lên nhưng điểm của anh chị không được, do anh chị không có dùng cái lượng từ vựng của cấp độ tương ứng thì người ta không chấm lên ban được. Thì vấn đề chỗ nào? Vấn đề ở chỗ là nếu mình thi B2 đúng không, nhưng mà mình thấy đa số ha, các học viên của tôi á, của Thạch á, thì các bạn yếu ngữ pháp, tại vì rõ ràng đó không phải chuyên ngành của người ta. Người ta học chỉ để qualify thôi. Thì rõ ràng cái ngữ pháp lâu quá quên hết rồi. Thì lựa chọn mà Thạch khuyên á, là các anh chị nên bổ sung bằng học từ vựng để nó gỡ gạc cho điểm ngữ pháp. Thi B2 nhưng mà cứ học từ C1 bình thường. Để cái điểm ngữ pháp nó cao thì nó mới ác và nó đỡ được cho cái grammar. Đó ha. Cho nên việc các anh chị làm quen với lượng từ vựng cao càng tốt, nhiều càng tốt. Nhưng mà các anh chị phải đi luyện kìa. Chứ nếu như mà tức là phải đi học thường và luyện tập, chứ nếu mà anh chị biết cái chuyện đó nó vậy rồi nhưng mà cái lượng từ tiếng Anh nó mênh mông lắm, cái nào cũng C1 mà cô bảo tôi học cả cái từ điển sao tôi học nổi. Nên các anh chị phải luyện theo cái luyện tập cái khóa một tháng này để anh chị biết là đó là những cái từ giáo viên họ giới thiệu, tại vì cái tần suất nó cao và người ta đã chọn lựa sẵn cho mình theo chủ đề rồi, thì đúng tinh thần của một lớp luyện thi thì như vậy các anh chị mới pass cái B2 ha. Đó là lời khuyên chân thành của mình. Rồi thế hôm nay mình học được cái từ opt for ha, chọn lựa. Dường như qua nay cô Phụng dạy các anh chị cho mình hỏi là các anh chị đi tới phần speaking của part số mấy rồi? Các anh chị đi tới speaking part số 2 chưa? Một anh chị mở mic nói gì mình với. Dạ rồi cô, cô Phụng dạ. Đã giới thiệu qua phần part 3 rồi. Thực ra là cô Phụng có giới thiệu từ opt for luôn nhưng mà nhanh quá không có nhớ. Chứ hôm bữa cô Phụng cũng có giới thiệu từ này. Dạ rồi, đúng rồi. Thế thì thí dụ như các anh chị nói là trong cái part số 2, thật ra là những cái gì kỹ thuật mà mình nói ở bên cái này nè, thì mỗi cô giáo cũng sẽ có một cái lượng mà cổ muốn truyền đạt nó khác nhau. Anh chị combine kết hợp hai cái lại và các anh chị sử dụng. Rõ ràng là những cái này dùng được cho viết thì nó cũng dùng được cho nói thôi, nó không khác gì nhau đâu. Nhưng mà cái nói thì nó nhanh, mình không suy nghĩ ra kịp, thì mình sẽ lựa cái nào đó nó gọn, nhưng mà nó cũng phải bảo đảm cái ban điểm thì mình mới nên dùng. Chứ không thì đã bảo là luyện thi rồi thì nên đúng tinh thần của lớp luyện. Dạ rồi, ok, thế thì bây giờ Thạch xin phép qua ha cả nhà. Up for the solution gì đó, up for we shouldn't use choose and select, we use opt. Opt for, opt là động từ của cái chữ option á anh chị. Opt là động từ của cái chữ option, sự chọn lựa. Ok ha, chắc các anh chị biết được cái option. Mình xin phép ngoạc vài nét ở trên cái màn hình đấy. Rồi, dạ, yeah. Option. Option ha, là now. Opt là động. Rồi, lúc nha. Đi phần vocabs. Rồi, nhanh nha cả nhà. Hiện là Thạch đang cung cấp, cái màn hình đang trắng đó, mình đang cố tình làm trắng. Hiện là Thạch sẽ cung cấp cho các anh chị vài từ vựng để viết liền cho cái buổi hôm nay. Tại vì cuối giờ là chúng ta sẽ hoàn tất được một cái sản phẩm, đó là viết được một cái bức email. Và theo cái chủ đề đó đó thì nó sẽ bắt đầu là học những cái lượng từ vựng này để viết được cái bài đó. Cho nên nãy giờ là mình đang đi từ từ lần lần trước khi mình đưa vào cái sản phẩm cuối ha. Rồi, nhờ các anh chị tìm dùm từ trái nghĩa của từ delicious đánh vào khung ABCD ha. Rồi, mời cả nhà.
đánh vào meeting chat ấy. Tìm dùm từ trái nghĩa ha. Dạ, cảm ơn anh Tuệ. D, tasteless. Ok, tasteless. Mình không thích lắm cái chat này vì mọi người viết đáp án của nhau hết rồi. Vâng. Hẹn các anh chị tương tác trong bữa sau ha. Chứ bây giờ mình lại kéo kéo nữa, tốn thời gian. Rồi, vâng. Ba cái tiếng nói này là tiếng nói của toàn dân này. Rồi, tại vì trùng đáp án rồi. Dạ vâng, vậy mình xin phép ha. Tasteless. Thật ra mình muốn cung cấp cho các anh chị các từ đồng nghĩa đó. Thay vì các anh chị dùng từ delicious là ngon miệng thì cả thế giới người ta đã dùng delicious trong đời sống hàng ngày rồi. Mà bây giờ văn viết mà còn khen đồ ăn ngon và đó là it is delicious là câu đó không có cái móc nail nào để chấm điểm cho các anh chị hết. Các anh chị ghi chú lại hoặc chụp màn hình ha, vài cái slide thôi như slide này. Thay vì mình nói delicious, mình hãy thế bằng homemade. Mình đang đọc nha, để nhắm cái âm cho anh chị luôn. Homemade. Tasteful. Tasteful. Savory. Savory. Appealing. Appeal. Appeal. Appealing. Divine. Again ha. Homemade. Tasteful. Savory. Divine. Appealing. Rồi. Thức ăn nhà làm, thức ăn rất ngon, thức ăn ngon, thức ăn rất là gọi là cuốn hút, thức ăn rất là divine, cái nghĩa gốc của nó là ngon theo cái kiểu mà sản vật cống phẩm đó cả nhà, kiểu thần thánh, divine. Thì mình cũng cần nhớ nhiều cái nét nghĩa đâu, chỉ cần nhớ rõ là thay vì nói ngon thì thay vì dùng delicious mình thế bằng các từ khác. Ở đây là thật có nguyên một cái danh sách của các từ vựng thay thế được cho delicious, tức là một cái danh sách của mình tổng hợp á. Muốn nói cái nghĩa đó thì mình sẽ thế bằng cái từ khác. Nhưng mà mỗi buổi thì mình cung cấp trước, mình yêu cầu các anh chị dùng được như đây đã thì mình hãy tiếp. Ha, kiến thức có mênh mông mà nó không phải là của anh chị thì đưa nó cũng bằng thừa. Dạ vâng, thế mình đi lướt hai các anh chị. Delicious mình thế bằng các từ khác. Chủ đề hôm nay có liên quan tới viết email mà có liên quan tới ẩm thực trong nhà hàng á. Rồi, tiếp theo charming. Tìm dùm từ trái nghĩa của từ charming. 30 giây ạ. Trái nghĩa charming. Dạ rồi, tiếng nói toàn dân. Toàn dân đang ở Koki. Dạ, quá nhanh ạ. À. Tới từ in hoa chi phải không ạ? In hoa chi nổi, quá nổi. Yes. Ok. Charming là duyên dáng. Thì thường thường cái nét nghĩa mà mình để mình khen, cái này mà kiểu như đang khen phong cảnh nha. Đây là những từ dùng để khen phong cảnh. Trừ cái từ haptic để mình nói từ từ. Charming là duyên dáng, là đẹp. Có thể thế bằng enchanting. Splendid của câu C cũng là đẹp. Đẹp thôi. Picturesque là đẹp như tranh. Dạ, tranh bây giờ tranh trừu tượng hay tranh treo tường gì cứ tranh là đẹp mọi người. Dạ, picturesque là đẹp như tranh. Breathtaking là breath là thở mà. Đẹp mà muốn thở luôn. Thấy đẹp quá thở không nổi luôn, ngừng thở vì đang phải ngắm cái đẹp. Dạ rồi, breathtaking. Như vậy là thay vì dùng charming, thật ra charm cũng là một từ hay rồi đó, tại vì đa số mọi người cứ là đẹp là beautiful thôi. Dạ mình thế đi ha. Charming, enchanting, charming, enchanting, splendid, 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 picturesque, đọc âm ca ha cả nhà, âm cuối là âm ca. Picturesque, breathtaking, charming, enchanting, splendid, picturesque, and breathtaking là đẹp đấy. Ở đây cái hectic là mình nói thêm thôi. Hectic là dùng cho thành phố Hồ Chí Minh nè. Gọi là bận rộn. Thay vì các anh chị nói là busy life, đời sống bận rộn, các anh chị sẽ nói là hectic life. Tức là bận lắm, bận lắm luôn á. Yeah, hectic.
Cắt thực là từ ở cấp độ C1 đấy. Các anh chị cứ lấy từ điển tra thử đi. Tại vì mình dạy luyện cũng nhiều rồi, với lại mình chấm thi. Từ lúc Văn Lang có thành lập hội đồng thi VSTEP đến giờ đó thì nó cũng 5-6 năm rồi, nên là cái lượng từ thì mình tự tin là mình nhớ đúng. Hat trick là từ quận C1. Hat trick hay very busy. Anh chị thấy từ thì cái lượng bài viết mình tự nhiên nó đổi, nó thay áo liền à, nó nâng cấp ngay. Rồi xin qua hai cái nha. Câu cuối cùng. Dạ, cho từ trái nghĩa với từ choose. Hai con A. Không biết phải A là tiếng nói toàn dân không? Dạ rồi, thế mình đi vào ha. Chắc anh chị còn lại cũng đang tìm cái từ ạ. Reject là từ chối trái nghĩa với chu ạ. Adopt là chọn lựa. Kiểu như là mình sẽ hiểu cái adopt là nó thích nghi á. À không không đúng ạ. Nó là tuân thủ cái gì đó. Adopt the rules chẳng hạn. Specifies là đặc trưng. À những từ này nó không cùng nghĩa với chung nha, mình chỉ đưa ngẫu nhiên thôi. Gather chọn lựa, sum họp, select là chọn ha. Trái nghĩa với choose là reject. Bây giờ mình mời các anh chị sẽ đi về giờ nãy giờ tổng hợp lại nha. Mình đã cung cấp thêm cho các anh chị một số từ có nghĩa là ngon. Chụp rồi ha, chụp màn hình rồi ha cả nhà. Charming, một số từ có nghĩa là đẹp. Rồi, và từ choose đồng nghĩa với từ opt là chọn lựa. Thiệt ra nếu thi B2 thì ráng chứ đừng có dùng choose hoặc select, là dùng opt đi. Còn nếu muốn thế nữa thì là I have the options. I have the option for. Đó chứ đừng đừng dùng choose với select nữa thì nó không có ra cấp. Dạ vâng. Ok, bây giờ cung cấp một thành ngữ ha. Mỗi ngày cứ một thành ngữ thôi. À, 8 ngày thì học 8 cái là đủ đưa vô bài thi rồi, không cần nhiều. To be on top of the world. On top of the world means amazing, wonderful, ecstatic. Ví dụ ha, I feel inspired and on top of the world when I print the prize. I feel inspired and on top of the world when I win the prize. This means tôi cực kỳ vui ha, giống như là tôi ở trên đỉnh của thế giới luôn, top mà. Top mọi người biết top nhỉ? Việt Nam Next Top Model. Dạ yeah, tôi vui lắm, tôi cực kỳ vui luôn, giống như tôi ra khỏi trái đất này luôn khi tôi thắng cái cuộc thi. Thì bây giờ cần các anh chị viết giúp mình câu này qua tiếng Anh ha. Tôi rất vui khi nhận được thư của bạn. Sử dụng thành ngữ này. Mời các anh chị nhắn lên meeting chat. Tôi rất vui khi nhận được thư của bạn. Sử dụng thành ngữ này ha. On top of the world. Có to be phía trước nha, là I am nha. Rồi mình chờ cả nhà khoảng 2 phút. Cả nhà cứ viết đi ạ, à. Đừng đừng có ngại là mọi người đã đưa một phiên bản lên rồi. Mình cứ viết cái câu của mình đi ạ. Seeing two versions. I'm on top of the world when receiving your letter. On top of the world when I get your letter. Được, cả hai đều đúng ạ. Dạ rồi, thì
When I receive your email, thư điện tử nhỉ? Rồi, dạ. Tức là bây giờ nó hai cái câu mà cảm ơn thêm một phiên bản nữa, cảm ơn ạ. Rồi, thế thì bây giờ giữa ba cái phiên bản đang viết ở trên meeting chat á, thì mình khuyến khích các anh chị dùng cái phiên bản A lại thêm một phiên bản nữa. I'm giving your letter. Đời chỗ này không cần bị động đâu bạn 416 ơi. When I receive thôi. I'm giving cũng được nhưng mà không cần bị động, không cần. Dạ rồi, thì trong bốn câu này mình khuyến khích mọi người sử dụng cái câu của anh Tuệ ha, cái câu nhắn 7 giờ 29 phút á. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ thêm được một cái điểm nữa, đó là cấu trúc when cộng động từ thêm in là when receiving. Dạ, tức là không, các câu còn lại vẫn hay nha cả nhà, vẫn rất ổn không có gì hết, nhưng mà mình đang tìm một cái phiên bản gọi là phiên bản hoàn hảo hơn của các anh chị sau khi mà các anh chị tiếp xúc với mình á, cho nên là mình thấy cái phiên bản nào hay hơn thì mình sẽ khuyến cáo vậy thôi, chứ đáp án thì đúng hết ha nha. Ok rồi, vậy thì bây giờ tóm lại ha, về từ vựng, nhà mình ráng sử dụng đa dạng từ vựng. Hôm nay Thạch giới thiệu 4 từ cộng một thành ngữ, các anh chị dùng được nhiêu đó trước đi rồi mình tiếp. Tại thực sự á, kinh nghiệm nha, lúc thi hầu như không nhớ gì đâu, chỉ đang bị áp lực là làm sao mà đạt B2, cho nên á các anh chị dùng quen cái gì nhiều thì anh chị mới nhớ cái đó thôi, còn học mà gọi như rộng mà rộng quá đó thì rốt cuộc lại không nhớ gì hết. Cho nên là mình lúc nào cũng khuyến cáo là vọt rộng vừa đủ, còn anh chị muốn thật sự gọi là phát triển kỹ năng tốt của môn này á, hãy là sau cái khóa luyện, tại vì đây là bản chất của một lớp luyện, chứ cũng không phải là Thạch hướng các anh chị là các anh chị phải học dày về tiếng Anh, học dày không. Mình cũng rõ ràng mình biết với nhau rõ rồi, là vì cái khóa luyện cho nên mình đang nhắm cái mục tiêu tốt nhất cho các anh chị là các anh chị pass cái khóa, còn cải thiện tiếng Anh hay bất cứ một cái kỹ năng gì nó không phải ngày một ngày hai. Dạ vâng, rồi mình sẽ đi qua tiếp ha, mình đi vào cái part số 1. Từ vựng là có rồi, ngữ pháp có rồi, giờ đi vào đây ha. Đây là cái đề. Thì các anh chị sẽ thấy ha, ở đây mình có một cái đề, nó yêu cầu hồi nãy các anh chị đọc 4 phút rồi. Nói là phải viết một cái bức thư nha, phải nói về essay của bạn. Bạn bị mất điện thoại y chang người kia luôn. Tại sao? Số điện thoại rồi giữ kiện á. Thì bạn làm gì? Giờ cô này nên mua cái điện thoại nào? Cái người bị mất điện thoại này nè, cô này nên cô mua cái gì? Còn mình thì mình cũng đồng cảm, kiểu là hồi xưa mình cũng mất điện thoại rồi, mình làm gì với số điện thoại của mình, mình mua lại hiệu nào, kiểu vậy đó. Thì bây giờ đây là một bài viết. Ok, đây là một bài viết ha. Các anh chị hãy đọc thử cái bài viết từ chữ Dear Dorothy xuống đây và các anh chị phán đoán xem là bài này thì nói chung viết cỡ này là đạt B2 hay chưa. Mình sẽ, bây giờ là 7 giờ 37, mình chờ các anh chị 3 phút ha.
Rồi ok, các anh chị đã đọc khoảng 2-3 phút ha. Thì thật ra là mình hỏi thử một anh chị nha. Theo anh chị bài này thì nó đã chiếm mí cái khoảng của B2 hay chưa ạ? Một anh chị nào đó có thể bật mic lên và trả lời giúp mình không? Bài này theo các anh chị đã chiếm mí B2 hay chưa ạ? Cô em thấy bài này á thì thấy triển khai ý cũng tốt, cũng có nhiều câu, nhiều cái từ nối, nhưng mà em thấy có một cái lỗi quan trọng đó là cái tên đó cô. cái tên chủ từ ở trên là diazone thì dưới này tự nhiên là Bùi Văn A, có một vài chỗ sai lỗi mô tả. Dạ vâng ạ. Thật ra cái triển khai của cái bài này á, nó không có đủ để pass qua cái B2. Tại vì á, trong cái task fulfillment á, tụi em chấm á, chỗ này nó thiếu cái ý why. Tức là cũng nói mất điện thoại nhưng mà không có nói là tại sao. Cho nên task fulfillment thì nó chỉ là có 6 điểm thôi. Organization nối câu thì ít. Từ vựng thì chính sai chính tả và cái ngữ pháp á, thì nó có câu phức. Câu phức ở đây tụi em nhìn nhanh lắm. Tụi em sẽ thấy là nó có, ví dụ như ở đây nó có chữ dash nè. Rồi ha. Nó có là cái chữ after. After trong cái câu á là sau khi, after buying, giống như hồi nãy mình nói là mình khuyên sử dụng cái dạng của anh Tuệ hồi nãy á, là when cộng vật in á. Rồi ok, như vậy thì đó, mình thấy là nó có cái điểm được của cái thang điểm của grammar ngữ pháp là có câu phức. Tức là ở đây nối câu với từ vựng chưa có đủ để làm đan 6. Cho nên nếu mà các anh chị nhìn lại cái bài này thì anh sẽ kết luận ha. Nếu viết cỡ này thì nó chỉ chí mí cái ban B2 chứ nó không ra B2. Và rất nguy hiểm nha. Tại vì thường cái khả năng chí mí nó rất là cao. Cho nên là mình nói là anh chị phải đẩy cái lượng từ vựng ngữ pháp dù là vậy đó. Rồi thì bây giờ ha. Mình sẽ đưa thêm nhưng mà cái này mình không phân tích sâu. Các anh chị sẽ thấy đây là một cái dạng đề thứ hai. Cái dạng đề thứ hai này thì sao? Nó khác dạng đề số 1 là nó không có ghi cái câu hỏi ở phía bên ngoài. Nó không có ghi yêu cầu phía bên ngoài. Buộc lòng mình phải đọc cái đề rồi mình khoanh lại. Nhớ đây là kinh nghiệm mình chỉ cái thí sinh này. Mình phải đọc là mình khoanh là chỗ này là đi đâu, là where nè. Rồi cái hai là ở khách sạn hay là ở phòng cho thuê nè. Thứ ba là activities là hoạt động nè. Đó thì buộc lòng phải khoanh ba cái ý câu hỏi này để mình ra mình trả lời. Thì cái dạng này sẽ lâu hơn chút xíu, tốn thời gian hơn. Rồi ok. Thì đây là một cái bài mà đã viết cho cái đề này là hỏi là đi đâu năm nay, rồi ở khách sạn hay là phòng nghỉ và hoạt động. Thì nãy anh chị coi rồi nên cái mình đi nhanh cùng anh chị ha. Đây nè. Đi đâu là có đi Vũng Tàu rồi nè. Có đi Vũng Tàu rồi nè. Đó. Rồi nói là gì nữa ta? Ở đâu hả? Nãy là ở khách sạn hay phòng nghỉ hả? Rồi có nói ở hotel rồi nè. Rồi có nói thêm activities là hoạt động. Thì ở đây nó có thấy team building nè. Đó, có team building. Rồi có kể thêm các cơ sở vật chất ở trong khách sạn thì coi như kể thêm đi. Rồi ở đây cũng có nói thêm hoạt động nè, ví dụ như tìm cá vàng nè, chơi game dưới biển vậy nè, rồi hát vậy nè. Thì mình nhìn chung mình thấy là yêu cầu đề này là viết là đạt, đủ ý hết. Ha anh chị? Lướt thì lướt nhanh lắm, thường mà một bài này thì mình coi sơ qua là mình coi rất nhanh để mình chỉ cho các anh chị thấy đó là đủ ý ha. Rồi về từ vựng ngữ pháp. Từ vựng thì cũng có một số từ kiểu như nó cũng nổi nổi, ví dụ như ở đây nó có từ respond nè, rồi nó có team building nè, nó có được suitable nè, nhưng mà đó mấy anh chị thấy mấy từ này nó cũng đâu phải là quá khó đâu. Modern equipment nè, thiết bị hiện đại nè, reduce stress nè, giảm stress nè, rồi relationship nè. Ok, được một số từ. Chưa tính là nó có dính trong đề nha. Số từ nó cũng có vị dính trong đề nữa chứ không phải không. Rồi, đó là từ vựng ha. Ngữ pháp, có được câu phức của bị case nè. Rồi, ok, câu phức của bị case nè. Bị case nhiều.
Ở đây nó có liên tự nối là for example nè. Ok. Rồi ok, nhìn tủ chung là cái bài này thì đó, bọn mình chỉ bắt những cái điểm nổi bật như vậy là coi sơ lược qua thôi thì chấm. Thì bài này nó sẽ có điểm tốt ở hoàn tất ý nè, hoàn tất ý của bài nè. Ok, rồi từ vựng liên kết ý được 5 điểm, cái này là liên kết với ý nha. 5 điểm. Rồi, từ vựng là 5 nè. Nhưng mà ngữ pháp grammar thì sai. Sai nhiều là chỉ có câu phức thôi, nhưng mà ngữ pháp sai, bài này sai ngữ pháp nhiều lắm cả nhà, nhưng mà mình cũng không có chỉ ra tại vì nó cũng tốn thời gian ấy. Để mình thấy, nói các anh chị thấy là bài này cộng lại chia trung bình thì cũng không có đạt B2. Đây ha, không đạt B2 là tại vì mình thấy chưa có nâng cấp vốn từ gì hết trơn nên đâu có cho 6 được đâu. Thì bây giờ ha, đây là một cái phiên bản suggested từ cái này. Các anh chị có thể chụp màn hình lại cái slide này nha. Rồi bây giờ mình gửi ra một cái phiên bản nâng cấp. Đây. Các anh chị thấy mình có thêm gì vô đầu tiên nha. Về liên tường nối nè, mình chỉ dặm một chút xíu thôi là cái bài đó lên B2 ngay. Mình có thêm in opinion và besides và firstly. Đây là liên tường nối. Rồi ok. Ha, mình có thêm also. Đó là liên tường nối. Có for example là có cái cũ ha. Đó, tường nối thì dặm thêm được một chút là thấy nó có màu rồi. Ngữ pháp nè, đặt cái mệnh đề quan hệ của B2 là which vào. Rồi còn ở bên đây nói là gọi là gì? Nó không có chỉ là chơi game dưới biển thôi, thì mình đó thêm ở đây là enjoy. À không, chỗ này chứ. Gần khách sạn near sea very good nè. Thì mình nói là khách sạn này nó có cái sea view, enjoy the sea view, đây tận hưởng cảnh biển. Thêm một cái mệnh đề quan hệ với một cụm. Rồi ok. Từ vựng thì ở đây nó nói là không tốn thời gian for transport, thì mình thấy ở đây cũng là transportation. Nói chung là dậm dậm một chút đổi ngữ pháp thì cái bài này toàn bộ chấm nó sẽ là 6 6 6 6 6, còn nếu ai chấm gắt thì nó sẽ là 6 6 6 5, nó chỉ bị trượt một ban nhỏ thôi ha. Đó là mình cái cách nè, mình chỉ các anh chị cái cách để cái bài đó nó tốt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bài ha, thực tập. Cấu trúc của một bài cái part số 1 thường nó sẽ có khoảng 4 phần. Phần số 1. Ở đây mình có salutation là cái chữ dear, đầu tiên lúc nào phải có dear. Rồi mình sẽ có cái đoạn đầu gọi là opening, tức là đoạn mở màn. Opening là đoạn mở màn. Rồi tiếp theo. Mình sẽ tới cái đoạn số 3, đó là main content, là ý chính. Và cuối cùng là cái closing and signing off, tức là kiểu như là kết luận, kết, ký tên cái kiểu. Rồi. Đây là một cái mẫu ha, nó hoàn hảo ra. Thì đầu tiên là sẽ chào dear. Rồi đoạn số 2 là đoạn mở. Đoạn mở thì ở đây nè, nó lúc nào nó cũng có cái câu mẫu này hay cả nhà. Ví dụ it's so nice to hear from you. Hồi nãy thì tôi đã giới thiệu các anh chị là I'm on top of the world gì đó. Thì đây, chút nữa sẽ có cái mẫu, đây là opening nè. Rồi xuống đây là cái ý chính. Ý chính trong bài này nó là nguyên cái khúc này là, nó là nguyên ý chính. Ý chính không có cái câu cuối ha. Nó có ý chính là tới đây là ý chính. Rồi đây là ý chính. Xong rồi xuống cái câu cuối cùng là gọi là câu tóm tắt lại. Thì hình dung cái cấu trúc nó sẽ có vậy ha. Dear, câu mở, ý chính, rồi kết lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi mẫu ha. Tại sao mình nói các anh chị không cần chụp cái slide này? Tại vì email á, nó có hai dạng. Một là thư thân mật, thứ hai là thư trang trọng. Bữa nay mình sẽ đi từ phần thư thân mật, informal email, thư thân mật. Ngày mai mình sẽ đi thư trang trọng, là hai cái dạng mẫu. Rồi, ở đây mình đã gọi là viết sẵn luôn cho các anh chị một cái format. Anh chị nào có năng lực hơn một chút
mình viết được cho hay thì có hai lời khuyên. Một, các anh chị đầu tư cho cái đoạn mình tô màu vàng là cái đoạn chính, mình viết cái chữ cho nhiều vô. Còn hai thì các anh chị sẽ thêm một số câu, thêm thắt các câu gì đó trong mấy cái phần mẫu tô vàng. Thì nếu các anh chị có thêm thắt thì mình sẽ sửa dùm cổng thêm thôi ha. Như vậy đây là một cái mẫu mình soạn sẵn cho các anh chị để viết cái dạng informal email. Đương nhiên đã nói từ đầu với cả nhà thì tại vì đây là lớp luyện, mà còn không đưa như vậy nữa thì cái người học của mình cũng không thể nào mà có thời gian ha. Còn cái chuyện mà gọi là ngôn ngữ phát triển dài rộng thì cái chuyện đó là một câu chuyện khác ha. Vậy nó nói rõ nó như vậy thì nó mới đúng. Rồi, ok. Vậy các anh chị chụp màn hình lại ha. Chụp rồi phải không nhỉ? À, mình sẽ không cung cấp cái đoạn văn này ở dạng file Word nha. Mình hy vọng các anh chị sẽ tự đánh máy lại để các anh chị cũng nhớ nhớ cái đoạn văn này nó viết cái gì. Hen. Rồi. Đại khái ha, câu này là chào nè. Nó như thể là, it is like, nó như thể là ở gọi là một nơi cực kỳ vui vẻ, tôi rất vui lắm khi nghe tin tức từ bạn. Gia đình bạn dạo này thế nào? À, mình đã cố gắng đưa cái ngữ pháp của hiện tại hoàn thành vào trong đây rồi. Anyway, dù thế nào nữa, I must go, tôi phải đi. And get on with my work. À, tôi phải vào làm rồi. Hãy gửi lời hỏi thăm của tôi tới gia đình của bạn nha. All the best. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp. Rồi, ok. Vậy thì đây là cái đề mà mình sẽ thực tập với cả nhà từ giờ tới 9 giờ. Mời cả nhà có khoảng 3 phút để đọc đề ha. Và tưởng tượng trong đầu xem mình sẽ viết cái gì. À, rồi mình cùng nhau mình góp ý.
Như các anh chị đã thấy thì ở đây cái đề của nó rất rõ ha. Nó có hai phần. Phần số 1 đó là bạn có công việc part-time job tại nhà hàng hay không? Rồi cái số 2 đó là gọi là hỏi thăm về gia đình. Như vậy ở đây ha, hồi nãy mình có đi cùng với các anh chị các từ vựng chỉ thức ăn và các từ vựng chỉ phong cảnh. Thì một chút nữa khi mà các anh chị viết một cái đoạn văn mà gọi là cái nói là về công việc ở đây nè, các anh chị miêu tả một chút về thức ăn với phong cảnh ở trong nhà hàng dùm cho mình nha. Thì cái đoạn văn của mình nó sẽ dài ra. Nãy nói là phong cảnh đẹp sao đó, thức ăn ngon sao đó, anh chị thêm mấy cái câu đó vô. Dạ rồi. Về gia đình thì lại miêu tả tính cách con người, nhưng mà ở đây mình không có đưa thêm từ vựng vì nhiều quá rồi. Rồi, dạ. Ok. Vậy thì bây giờ mình brainstorm với nhau cái ý ha. Hỏi về công việc bán thời gian với lại cái gia đình mình đang ở cùng. Thì công việc bán thời gian với gia đình mình đang ở cùng thì cái mà mình muốn lưu ý đây nè. Cái phần ý tưởng thì anh chị tự suy nghĩ ha. Mình chỉ đang lưu ý về cái từ vựng với ngữ pháp thôi. Công việc bán thời gian mà mình đang làm. Thì như vậy cái này anh chị nên dùng cái thì hiện tại thiết diễn. Xin lỗi, hiện tại hoàn thành. Tại vì công việc mình đang làm tức là mình làm từ hồi nào tới giờ đó rồi. Ha, hiện tại thành là help has cộng với lại cột 3 đấy. Help, nếu mà ai thì I help rồi. Cộng với lại cột 3 đi. Ví dụ ha, tôi làm cái công việc đó kể từ tháng 5, kể từ tháng 7. Thì mình miêu tả cái đó mình có thể dùng hiện tại thành. Rồi, bảo là hỏi là cái gia đình mà bạn ở chung thì như thế nào? Thì hồi nãy mình có hướng dẫn anh chị cấu trúc bị động đúng không? Thì các anh chị sẽ dùng cái bị động vào. Ví dụ như là tôi được sự giúp đỡ của gia đình này nhiều lắm. Ha. Rồi. Thật ra cái nhiệm vụ của một cái giáo viên luyện thi á là phải làm cho cái người học của mình á ý thức được cái chuyện là đọc đề không phải là chỉ đi tìm cái ý để viết, mà còn phải định hình là mình nên dùng cái điểm ngữ pháp nào. Đương nhiên mình cũng phải dùng được nha. Mình định hình là mình nên dùng cái điểm ngữ pháp nào để với là cái lượng từ vựng nó làm sao mà mình viết cái bài đó điểm nó phải cao ha. Đó là cái quan trọng của cái giáo viên luyện thi đó. Chứ còn giờ kêu cầm cái đề kêu suy nghĩ ra ý gì để viết rồi xong rồi anh chị viết đi xong rồi tôi sửa, mà nó mất cái phần chẩn đoán và hướng anh chị đi từ ban đầu á, thì tự nhiên viết xong cái sửa thì nó cũng chỉ là cái năng lực của anh chị rồi, nó được đánh giá thôi chứ nó không phải là dạy. Thì ở đây cũng có một số anh chị làm sư phạm, chị cũng biết ha, là teaching chứ không phải là testing thì nó khác nhau lắm. Cho nên ở đây mình hướng ha, các anh chị hãy dùng hiện tại hoàn thành để miêu tả về cái công việc ở nhà hàng tôi làm được mấy tháng đó. Còn cái gia đình thì mình dùng bị động. Rồi, ok. Vậy là cái brainstorm của mình nó chỉ vậy thôi. Mình cũng không có nói thêm. Còn miêu tả thức ăn ngon, nhà hàng đẹp nãy nói rồi. Bây giờ sẽ viết một bức thư khoảng 120 từ. Các anh chị sẽ viết trong cái tài liệu của mình nha. Đừng viết lên meeting chat rồi xong nó thác. Meeting chat này là nó mất, nó không có tài liệu lưu. Hãy viết trong một cái folder của mình, file Word. Còn ai mà đang dùng giấy thì cứ viết trên giấy. Xíu nữa thì mình chụp hình cái màn hình hoặc mình chụp cái trang giấy rồi mình upload lên thôi, thành sẽ sửa. Ha. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ quay trở lại có cái bàn mẫu mà xíu nữa. Mình sẽ quay trở lại cái bảng này. Rồi, từ từ nha. Cái bảng này nè. Tôi mất rồi. Let's wait a bit. Đợi một chút các anh chị ơi. Đây, đây ạ. Rồi, ok, các anh chị sẽ viết dựa theo cái này ha. Cái này nó đã là mẫu sẵn rồi. Các anh chị viết theo cái này. Còn cái ý mà mình muốn nói thì mình đưa vào giữa thôi. Chịu khó viết lại những dòng này đi. Đọc sơ qua, xong rồi nhớ nhớ viết lại đi cho nó nhớ ha. Rồi, vâng ạ. Bây giờ thì là 8 giờ 4 phút. Thường thường thì bài này nó căng lâu lắm ấy. Nhưng mà thôi thì bây giờ ha, mình sẽ viết cái màu vàng thôi các anh chị ha. Còn cái màu đen này thì để bài tập về nhà. Thì các anh chị sẽ khi mà gửi cho mình sửa thì các anh chị thêm vô ha. Mình tự nhớ rồi mình thêm. Còn bây giờ mình chỉ đi vô cái nội dung trọng tâm thôi, là mình trả lời hai cái câu hỏi nãy.
Rồi các anh chị đã chụp đề lại chưa ạ? Chụp đề lại đi, mình quay qua mình đưa cái mũ kiểu như cho nó dễ hình dung ấy. Rồi chụp đề rồi ha, chụp đề rồi. Rồi vậy là câu hỏi số 1 là hỏi việc là có công việc làm thêm chưa, thứ hai là cái gia đình ở chung mà khi mình qua Manchester để mình học á thì giờ gia đình đó làm sao. Có hai câu hỏi ha, vậy là mình đi thẳng vào cái đoạn ý chính mình viết luôn, là mình trả lời hai câu hỏi đó. Ở đây có thể anh chị tách thành một đoạn hoặc hai đoạn tùy anh chị nha, nhưng mà mình viết khúc giữa. 8 giờ 5 phút, 8 giờ 20 phút nhỉ. Rồi mình mời các anh chị viết bài. Trong quá trình viết thì các anh chị cứ lên trên đó ha. Viết xong đi ạ, rồi mình sẽ nhờ các anh chị nộp lên sau. Bây giờ cứ viết ạ. Thấy chị Thanh Thùy, chị nhắn cái gì á, Thiên Thùy lớp này nè. Rồi đọc rồi chị nha. Dạ đọc tin nhắn rồi ạ. Dạ rồi mời các anh chị viết.
cô ơi, cảm thì cô cho em xem cái đề được không con? À, đây là chị, đợi xíu mình kéo qua đây á. Dạ vâng.
Dạ, mình mời các anh chị upload cái bài viết của các anh chị lên meeting chat với ạ. À. Dạ, bây giờ mình đã tạm thời mình thấy hai cái sản phẩm. Vậy thì bây giờ mình sẽ sửa hai cái sản phẩm này trước ha. Các anh chị cứ làm bài bình thường và anh chị up lên. Thì bây giờ có sản phẩm nào thì mình góp ý trước cái đó. Anh chị nào mà đang tập trung thì có thể là giảm cái âm lượng hoặc là tắt âm lượng mình đang nói đi ha. Vì hiện tại mình cũng chỉ đang sửa bài. Còn cái tóm lược thì mình sẽ nói sau, lúc đó anh chị cùng nghe cũng được. Dạ rồi, à, bài của anh Tuệ. Mình cần khoảng 30 giây để đọc thôi ha.
Rồi, ok. Trước tiên thì mình báo với anh về cái đoạn văn anh viết ha. Thì mình thấy là lượng từ vựng của anh là nó cũng thuộc người ở cái level B2 rồi đấy. Đó là kết luận ban đầu của mình nha. Nhưng mà mình không biết là cộng luôn mấy cái kỹ năng kia của anh thì nó làm sao. Mà viết thì thấy là anh là chỉ cần luyện một chút xíu là nó nằm yên ở cái ban B2 mà ổn định đó. Có cái phần nghe thì không biết nó có sẽ kéo điểm anh xuống không, tại đề nghe VSTEP thường khó, cho nên nếu như mà anh luyện được cái này mà anh nhắm tầm khoảng 7 điểm 7 rưỡi phần viết thì nó sẽ an toàn hơn cho anh. Còn nói về cả B2 mà gọi là vào 6 đổ lên thì bài của anh với cái sức viết của anh là nó đã nằm trên 6 rồi, thì cũng thấy là chúc mừng được anh chút xíu. Rồi bây giờ thì nói về cái hay ha, và cái cần mình phải cải thiện một chút. Hay thì anh có liên từ nối nhiều nè, mình sửa bài của anh thì anh rà theo cũng biết ha, tại vì mình đang không có vào class point nên không có show được, nó hơi bất tiện. Inspire nè, được ạ. For that reason, luckily as a result from my perspective. Rồi xuống đoạn 2 thì có undo definitely, thì anh vận dụng rất là kỹ những cái gì hồi nãy giờ mình có thừa, thì mình thấy là ok về mặt liên từ nối. Ngữ pháp, anh luôn dùng được hiện tại hoàn thành. Have been living thật ra là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, ok ổn. Anh có đưa bị động vào ngay chỗ cái I was adopted, ok. Rồi, ok. Ở đoạn số 2 thì nó không có màu sắc nhiều bằng cái đoạn này. Tuy nhiên thì mình chỉ nhấn có hai cái điểm ngữ pháp và anh vận dụng rồi. Các bữa sau thì mình sẽ tăng lên nữa ha, mình thêm nữa. Dạ rồi, về mặt từ vựng của anh thì nó tạm sao nhỉ? Tức là nó ổn đấy ạ. À. Nhưng mà thí dụ mai mốt mà anh cần viết cái dạng giống như là tôi, anh chứng minh anh là kiểu như là viết chuyên nghiệp luôn á, thì nó chưa có mang cái màu sắc của cái dạng viết tự nhiên. Nó vẫn còn cái màu của dịch. Dịch kiểu như là mình dịch Anh Việt tư duy á, tư duy Anh Việt. Nhưng mà như thế thì đã là tốt rồi ạ. À. Dạ. Rồi, ok. Về lỗi sai ngữ pháp thì mình có góp ý nhẹ để anh sửa là ngay chỗ cái the food is tasteful because of being full of clients ấy. Thức ăn này ngon tại vì nó nhiều khách hàng thì bị rớt anh Tuệ ha, mình nhận xét tiếp chỉ có cái câu cuối cái chỗ cái bị case of á, thì nó còn hơi lủng củng chút xíu thôi, còn lại thì nó ổn. Dạ rồi, vậy thì để cải thiện cái bài này á thì mình nghĩ nhanh thôi là anh sửa một chút xíu của cái chỗ cái bị case of á, anh để cho ha cái câu này nó cái nghĩa của nó hay hơn, ví dụ như là thức ăn thì ngon và nó đầy nhiều, nhiều với nó đầy người thì nó sẽ hay hơn. Dạ tại cái câu đó nó không liên quan lắm. Rồi ok, về tăng từ vựng thì anh tăng được rồi, ví dụ anh nói là charming rồi thì đã hay rồi, anh đừng dùng từ nice nữa, anh thế bằng từ khác đi. À từ nào trong cái list lúc nãy đó? Dạ rồi, ok. Rồi tới cái cuối bài á, anh cái hàng cuối cùng á, giảm cái chi phí. Thí dụ như bây giờ ha, mình có góp ý xong cho anh chị nào rồi thì mình sẽ đưa tiếp một cái đề và tập về nhà. Anh chị cũng có thể viết luôn để gửi cho mình trong các bữa sau, cho ngày mai. Tại vì mình cũng cần phải sửa bài cho tất cả các anh chị khác á. Hồi nãy thì buộc phải ngồi chờ, còn bây giờ là sửa đồng loạt cho nên nó hơi mất thời gian một chút ha cả nhà. Rồi. Ok, anh thế cái chỗ cuối à, charming với nice, thế cái chữ nice bằng một cái khác. Dạ rồi, thì mình thấy nó đã nằm ở trên ban 6 rồi đấy. Rồi bây giờ bài của bạn Khánh Đoan ạ. Từ từ ha, mình chỉ xin vài phút để đọc.
Cái chỗ cuối đó đang rồi. Therefore, I'm really hectic and very tired. Tôi rất là bận rộn và tôi mệt. Cái hectic, hectic thì nó hay ấy. Mà ví dụ cân với tired thì bạn thế đi. Bạn có thể thế từ tired bằng từ kiệt sức chẳng hạn, exhausted đó. Không biết bạn biết viết từ đó không? Bây giờ cô Thạch sẽ viết lại trên cái khung chat ha. Exhausted, kiệt sức. Bạn coi cái tin nhắn mới nhất nha. Rồi, có chữ exhausted, kiệt sức. Của bạn bạn Khánh Đoan ấy nha. Rồi, nhìn chung thì cái bài của bạn là chứng tỏ cho thấy thì bạn cũng đã ở cái tầm của B2 rồi. Bạn dùng được cả mình đầy quan hệ trước khi cô Thạch nói thì thấy viết tốt này. Ngay chỗ nếu mà mọi người thấy mình sửa mà không cần nghe, mọi người mute cái âm thanh lại nha. Mình sẽ sửa bài tới đúng là 8:45 thì mình sẽ đi vô cái bài mẫu, còn nhiều bài mình sẽ sửa sau, chứ cô không có kéo cho tới cuối giờ nha. Nếu bây giờ anh chị nào cảm thấy là đang tập trung phiền thì các anh chị cứ mic đúng 8:45 các anh chị mở lên nha. Rồi, bài của Khánh Đoan thì đây mình có ha. The restaurant where I work is picturesque with many beautiful views. Khúc đầu của bạn viết hay đó. Hôm nay sửa bài hơi phê phêu nha cả nhà, tại vì bây giờ mình không có show nguyên cái đoạn văn đó lên trên màn hình được. Rồi, ok. The restaurant where I work, chỗ đó tốt. Bạn dùng được not only but also, ok. Nhưng bạn Đoan, bạn nhìn lại dùm cô Thạch nha. Cái chỗ not only I was enchanted but also the diner đó, thì bây giờ bạn tưởng tượng dùm cô nha. Cái not only but also nó giống như một cái cán cân vậy đó. Thì hai bên của hai vế nó phải cân với nhau. Bây giờ bạn viết là not only mà bạn cộng mệnh đề I was enchanted, thì but also phía sau bạn phải làm mệnh đề, chứ không thể nào but also the diner được, nó không cân nha. Bạn sửa lại chỗ đó, tức là nó phải cân về mặt cấu trúc. Cái câu because của bạn hay lắm. Therefore, ok. On the other hand, ok, viết ổn lắm nha bạn. Rồi, ok, còn lại ngữ pháp tốt vì thấy bạn cũng là ứng viên tiềm năng đấy, mạnh đấy nha. Vâng vâng, mạnh đấy. Chỉ sợ là các anh chị mà mình như anh Tuệ lúc nãy mình thương, mình thấy anh tốt như vậy, mình chỉ ngán là cái listening thôi. Tại vì listening là nó đánh gục rất là nhiều thí sinh. Cho nên là dạ, hy vọng các anh chị sẽ có chiến lược ôn tập đúng. Rồi bạn V-step 413 ạ. Cái anh chị ơi, lúc nãy mình quên mở danh sách nên mình thưa anh chị ha. Cái that's right ở giữa đấy, answer to your question chấm that's right, thì anh chị đừng có để cái chữ that's right đó. Ok, đây là văn viết nên là những cái này mình bỏ ra ha, tại đây là văn nói. Bạn có tập trung, bạn viết thêm là cần công việc bán thời gian cho cái đó. Nhưng mà cái đề nó hỏi là cái công việc dạo này như thế nào, thì bạn cũng nên miêu tả chút xíu, giống như cái bài của hai bạn trên á, là cái nhà hàng này nó bận rộn. Còn bạn đi vào cái chuyện là tôi cần cái công việc đó, bạn giả định là tại vì người này cần gọi là thu nhập để có thể sống được. Nhưng mà người ta hỏi cái công việc nó làm sao chứ người ta không có hỏi cái mục đích. Cho nên là bạn nó cũng vô hình chung là bạn thiếu cái miêu tả cái ý về công việc đó làm sao đó. Nên nãy mình nói là cái từ vựng về nhà hàng với lại cái miêu tả món ăn đó thì bạn có nên đưa thêm vào nha. Bài này mình thấy nó có đi lệch ra một chút xíu. Thì mình kéo nó về thôi, mình thêm vô hai câu là nó đã về rồi. Dạ.
Rồi còn nhìn chung thì cái liên từ nối bạn có này, bạn có that's why nè, furthermore nè, ngữ pháp của bạn thì cũng hoàn toàn đúng, không không thấy gọi là cái sự mất căn bản gì hết, cho nên là ba bạn nãy giờ mình thấy chỉ cần ôn thì kỹ năng writing chắc chắn là sẽ trên 6-7 điểm. Nhưng mà mọi người cũng cố gắng viết nha, tại vì cái part số 2 essay nó còn khó hơn part 1, nên viết thường. Rồi ok, đi tiếp ha. Bạn nãy giờ mình góp ý nhờ cả nhà sửa lại giùm nha, rồi nếu mà cần thì cứ gửi ngược lại để mình coi lại lần nữa. Bạn 416 à. Rồi, yeah. After I acclimated to the living environment here. Cũng được, nhưng mà cái từ đó chắc là anh chị tra từ điển quá nhỉ. Vì từ này nó nặng quá. Nó không có giống cái văn viết lắm, nghe nó hơi hàn lâm lắm á. Ok, nhưng mà đúng ạ. Chưa chắc gì mình xong muốn mình viết xong mình nhớ được từ này nha. Nên hãy viết được nhớ được nha. Vâng. Have work, talk time, Facebook. Ok. Friendly college, thêm S vô bạn xuống nhiều đó. The restaurant, ok, vô viết hay lắm ạ. Cuisine is variety and savory. Bạn sửa lại giùm cô nha. Cuisine is various and savory. Various. Rồi y ngắn á, tới chữ y ngắn xong rồi thêm OUS. Y ngắn OUS. Tại vì to be cộng tính từ. Rồi câu tiếp theo, it helped me, chữ help thêm s vô ạ. Rồi, bạn dùng được hiện tại hoàn thành ở đoạn 2 nè, help friend, classmate who are, hiện tại hoàn thành, rồi mệnh đề quan hệ tốt nha, nhưng mà không phải who are. Nếu mà bạn dùng who are thì classmate bạn phải thêm s. Rồi, như chỗ 300 đô đó, it spend, nó không phải it spend mà it cost, nó tốn tiền. Cost, C-O-S-T, cost và cost thêm s ha. Rồi, ok. Tụi chung muốn nhận xét cho bài của bạn á, thì lời khuyên là sau khi bạn viết xong, bạn nên chia lại thì hiện tại đơn. Ha, bạn nên kiểm tra lại cái thì của bạn chia trước khi mà bạn bạn nộp cái bài lúc mà thi á. Tại vì nếu không mà sai lỗi hiện tại đơn là mấy cái căn bản bạn sẽ bị trừ điểm. Nếu bạn không chắc hiện tại đơn là như thế nào thì mình lên Google mình search cái công thức hoặc là mình làm bài tập thêm về đó. Nhưng mà đại khái ha, đại khái nhắc cho ngắn gọn cho bạn thì hiện tại đơn sẽ là thêm S này, ES nè. Nhiều khi bạn biết cái đó rồi, nhưng mà kiểu mình viết mình tập trung á, cái mình chưa có hình thành được cái phản xạ là viết viết mà nhớ cái thì mình tập từ từ thôi ạ. À. Dạ. Bài của bạn 414 ha. Dạ. Dùng được hiện tại hoàn thành ha. Health quiz. The most famous restaurant, wow, so sánh nhất, ok, ổn mà. The food have been cooked, has nha bạn. Food là danh từ không đếm được, dùng has. By the chef, who is coming? Mệnh đề quan hệ phải chia thì who is coming? Ok, who is coming? Variety of food, rồi, ok, tasteful, has been cooked. Rồi, bạn nhìn phía dưới nha. They are tasteful because they are cooked. Chứ không phải là have been. Tại vì A là hiện tại mà have been là quá khứ hoàn thành thì hai thì lại cách nhau xa lắm, nó không có nối vô được ha. Tức là chia hiện tại bị động. They are cook. Would chứ không có by. Would chứ không có by nha. Tại vì by trong câu bị động là dùng cho cái người. Mình sẽ dùng là with fresh ingredients. Oh, yeah, ok, đoạn dưới thì viết tốt hơn. Nói chung là ổn mà. Rồi mời các anh chị quay trở lại cái màn hình PowerPoint ha. 8:46 rồi, mình làm việc đúng giờ giấc. Thì có ba kết luận. Một là mình thấy cái lực của cái lớp này đồng đều. Các anh chị có tiềm năng cho cái thi B2 nhiều. Nhưng mà mình vẫn khuyên là nếu mà lớp này thì có một hai bạn B1 thôi, cái mình vẫn khuyên là thứ nhất các anh chị check lại cái ngữ pháp trước khi các anh chị nộp bài thi, đặc biệt là lỗi của hiện tại đơn. Rồi cái thứ hai là sử dụng cái lượng từ. Mình sẽ nhắc đi nhắc lại những cái câu này trong từng buổi, các chị nhớ sử dụng cái lượng từ vựng và ngữ pháp được khuyến nghị, mà mình sẽ xây nó từ giờ tới cuối buổi là cứ
8 buổi học mà mình sẽ canh khoảng chừng 5 buổi là mình đắp vô coi như là hết, chứ không có để là 8 buổi mới đắp hết, thì lúc đó anh chị không có thời gian để luyện. Mình sẽ đắp từ giờ cho tới hết 5 buổi là đắp hết các điểm ngữ pháp và từ vựng khuyến nghị để các anh chị quen sử dụng, và nhiêu đó thôi là đủ rồi, cùng với là việc sửa bài đọc rồi ha. Tiếp hai các anh chị xuống slide nha. Giờ chắc lên được này. Rồi, mình có chuẩn bị sẵn một cái kiểu như một cái bài á. Cái này không của ai cả, nhưng mà mình soạn giả định, chứ để mất công đang dạy mà phải cóp qua cóp lại hết chứ trên trên bài thực tế của anh chị nó tốn thời gian. Rồi ha, các anh chị thấy người này viết nè. Rồi nhà có gia đình, kể gia đình nè. Gia đình thì có, hồi nãy mình quên vụ này ha, nhiều anh chị cũng kể nè. Một vợ hai con gì đó, rồi ok, nhà ba tầng, rồi bốn bánh gì đó, các anh chị kể ra ha. Vâng, rồi sau đó là cả nhà thì ồn ào happy, chủ nhật đi đâu, công việc bận rộn, rồi đó. Nhưng mà để cho nó hoàn hảo hơn thì các anh chị thấy nè, I'm top of the world. Enjoyable, hectic, làm việc tăng giờ, overtime. Tức là đây là phiên bản sau khi một người đã viết xong. Xong trước khi nộp, chừng 5 phút cuối giờ, cái người đó hãy coi là một lần nữa. Và thế, các từ mà mình cảm giác là nó chưa có hay bằng những từ mà mình cảm giác là hay, thì cái thang điểm nó sẽ thăng hạng dữ lắm. Trời, ok. Ha. Mình qua tiếp. Đây là cái bài tập về nhà đấy ạ, cái sample số 1. Mời các anh chị chụp màn hình lại. Rồi, ok. Bài này là viết thư nha. Kể vô là hai người này gặp nhau sau một thời gian gọi là bạn bè mà không biết mặt nhau ha, bạn qua mạng chẳng hạn, thì bây giờ là giới thiệu là bạn này sẽ mặc gì, bạn đem theo gì, rồi hẹn nhau gặp ở đâu đó. Ok, một đề ha. Một cái đề nữa. Đề này là cái đề hỏi thăm. Hỏi thăm sức khỏe thì hỏi coi khỏe không, rồi cho lời khuyên về kiểm tra và suggest something to read, đề xuất cái gì đó để đọc. Thực ra thì mình cũng có chia sẻ với cả nhà đó là thuộc giám khảo chấm thi thì cái quy định phòng thi thì bọn mình sẽ giữ bí mật tốt, vì đó là tuân thủ thôi, đó là mình làm việc thì mình phải tuân thủ. Nhưng mà tuy nhiên chấm nhiều quá đến mức mà nhiều khi các anh chị không muốn nhớ, nó cũng nằm trong đầu nữa. Trong đầu thì cũng đường nào lấy ra được vì nó đã vào bộ nhớ rồi. Cho nên là mình cũng sẽ cố gắng lấy các cái đề mà thường xuyên mà mình thấy nó hay xuất hiện, và cái dạng giống như là về cái format thôi. Ví dụ chủ đề đó và format và cái lượng từ vựng đó để mình luyện cho các anh chị, để anh chị cũng không có bỡ ngỡ lắm với lại cái cấu trúc của đề thi. Bây giờ đây là hai đề ha. Hy vọng là đến 3 giờ chiều mai at least các anh chị có thể gửi cho mình các cái sản phẩm của hai cái này. Bây giờ thì thế này đi ạ. Cho nó gọn ha. Các anh chị gửi qua Zalo cho mình, thay vì phải lên trên Google thì nhiều khi phải đăng nhập các kiểu nó cũng tốn thời gian. Các anh chị gửi qua Zalo. Cứ là nếu ngại thì gửi riêng, tại vì mình cũng không chặn tin nhắn từ người lạ. Còn nếu không ngại thì các anh chị cứ up vào cái group nha, up vào cái group. Mình đặt nickname đi, mình đừng có ghi tên file là tên thật của các anh chị, nếu các anh chị ngại, nhưng mình đặt nickname nha, ví dụ vậy đi. Rồi khi mà trả bài á, thì Thạch sẽ tức là download về sửa một lốc, sau đó các sản phẩm bài sửa Thạch gói thành một gói ra và gửi lên vào group ha. Các anh chị thông cảm, tại vì cái việc gửi riêng á, nhiều khi mình nhận đó xong cái tới lúc mình sửa một loạt á, rồi mình trả lại mình không biết bài của ai, mình trả nó bị lộn. Cho nên anh chị không cần để tên đâu, chỉ cần là gửi là cái nickname thôi, ví dụ vậy, còn không ngại thì ghi tên, đưa lên group, mình sẽ sửa bài cho các anh chị, rồi mình gửi cái sản phẩm lại lên đó. Còn cái việc học này nó không có giống như học chính khóa, nên cũng không có thể nào ép là ủa sao hỏi anh A ơi, sao Na không làm bài mà chị B làm.
thì cái này là lớp luyện nên mình cũng sẽ không có kiểm soát các cao về cái việc là ai nộp ai không nộp, việc anh chị cũng rõ ràng viết được mà, nên là thôi đặt nickname là cũng được rồi ạ. Nhưng khuyến khích là cả nhà sẽ nộp bài nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ dành 10 phút cuối giờ bữa nay để các anh chị hỏi câu hỏi trước khi mà mình dừng cái buổi. Dạ, cho hỏi có anh chị nào cần mình hỗ trợ hoặc là cần mình nói lại thêm phần nào nữa không ạ? À, Đoan hỏi là làm hết 2 đề luôn hả Đoan? Thật ra thì bây giờ trong máy của cô Thạch á có gần khoảng 40-50 cái đề mà khoảng mấy tháng nay thường hay hay xuất hiện, mình chấm mình nhớ ấy. Nên là bây giờ đang làm hết 2 cái nha, nhưng mà trong trường hợp đang cảm thấy là không, em thấy 2 cái ít quá, cô Thạch cho thêm đi, thì bây giờ sẽ gửi thêm nha. Nói chứ mà nay tới mai không kịp đâu mọi người, 2 đề thôi, xong rồi ngày mai là ngày chủ nhật á thì ta sẽ gửi một cái blog khoảng 10 cái đề nữa. Anh chị trong tuần ai có rảnh rang làm thì cứ gửi rồi mình sửa ha, rồi qua tuần sau mình sẽ giúp mình qua cái dạng essay. Bài hôm nay thì không có gì để gửi email cho các anh chị hết, chỉ có cái này các anh chị chụp màn hình lại cái slide của Linking Work thôi. Đây, cái slide này thôi à. Đây nên để mình kéo lại đây. Đây, chỉ cần các anh chị chụp lại cái Linking Work là đủ rồi. Rồi các từ vựng ha. Đây ạ. À. Có một cái giai đoạn á, buổi đầu lúc nào Thạch cũng gửi cho các anh chị các cái sản phẩm mà nó giống như là từ vựng mà mình soạn sẵn á, xong mình phát hiện ra tới cuối khóa của mình dạy thực tế không bao nhiêu người nhớ để mà sử dụng hết á. Cho nên thôi thì bây giờ mình sẽ ép năng suất từ buổi số 1 cho tới buổi số 5. Sử dụng được những cái mà mình thưa, xong rồi bắt đầu mình sẽ gửi những cái từ vựng sau, chứ nếu không ép năng suất á, các anh chị cứ nhận một cái input quá nhiều, xong rồi anh chị cũng không có produce ra được cái output thì nó cũng không có tốt. Dạ, nhà mình còn hỏi gì nữa không ạ? Ok, so far, so good. Dạ rồi, nếu không có câu hỏi gì mình sẽ tóm lại cái thông tin chính của ngày hôm nay ha. Thứ nhất đó là chủ yếu là mình luyện kỹ năng viết. Còn đọc á, thì đi kỹ thuật làm bài và sửa các đề test thôi. Về kỹ năng viết, part số 1 anh chị nên viết lý tưởng là 18 tới 20 phút. Part số 2 là từ 32 cho tới tức là 30 tới 32 phút, và tập trung vào part 2 tại vì điểm của essay là nhân đôi. Hôm nay và ngày mai mình sẽ đi cái phần viết thư thân mật và trang trọng cho xong. Sau đó 4 buổi tiếp theo sẽ là đi essay, tức là 6 buổi. Tuần cuối cùng là chỉ trung làm bài và sửa thêm các bài tập liên quan tới phần viết. Ok, mình sẽ cố gắng sử dụng những cái chủ đề hoặc những cái mảng đề nào mà thường mình hay thấy trong cái chấm thi để mình tiếp xúc và mình luyện cho các anh chị luôn, chứ không có lấy các cái mảng nó xa vời ha. Trong quá trình viết thì các anh chị chú ý giùm mình là mình nên sử dụng đa dạng từ vựng, ngữ pháp, liên từ nối. Ok. Dạ rồi, vậy thì mình xin phép là hẹn cả nhà vào ngày mai, buổi học chiều mai 6 giờ. Dạ vâng, chào cả nhà. Dạ cô, cảm ơn cô ạ.